Alo, xin chào tất cả các em nhá. Việt Nam thì vào chung kết là điều tất yếu rồi các bạn. Ngay cái trận lượt đi mà chúng ta đã nghe Việt Nam thắng 2-1 nghĩa là chắc chắn rằng là Việt Nam vào chung kết rồi, đó điều hiển nhiên mà. Thực ra hôm nay cũng không có gì vui gọi là vui quá cả đúng không? Ok, chào tất cả các bạn nhá. Alo, thầy đi Trần Duy Hưng Liver à? Không, hôm nay thầy ở nhà mà để livestream cho các bạn nhá. Hôm nay không đi bão gì đâu. Khi nào mà vào được chung kết thì ở trận lượt đi thì chúng ta mới đi bão cơ. Hôm nay thì vẫn ở nhà học. Bởi vì sự kiện rất là quan trọng đó chính là gì nhỉ? Là bộ đã công bố đề minh họa rồi đúng không các bạn? Thì chúng ta phải lấy sách vở ra chúng ta học thôi. Đấy. Ok chưa? Hôm nay chúng ta sẽ livestream để chữa cái đề này nhá. Hôm bây giờ thì cũng khá là căng rồi. Bạn nào mà đang xem livestream thì chúng ta nhớ rằng là chúng ta share đi cho thầy nhá. Ok. Bão chứ dạy cái gì đây? Thầy ơi mai học đi thầy. Mai học việc của ngày mai đúng không? Hôm nay học của việc ngày hôm nay. Đấy, ok chưa? Thầy sẽ livestream để chữa các bạn trong ngày hôm nay luôn. Đấy, hôm nay gọi là hy sinh buổi đi bão thôi nhá. Khi nào mà Việt Nam vào được lượt đi của trận chung kết rồi bắt đầu mới khi đó mới gọi là tung hoành ngang dọc cơ. Còn hiện tại thì chưa chưa có cái vị gì cả, đúng chưa? Đúng giờ luôn đúng không? Ok. Thầy sửa đi, em chép luôn, ok nhá. Lập team đi bão không? Không, không lập team đi bão. Hôm nay chúng ta sẽ livestream để chữa luôn nhá. Ok chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ học luôn nhá. Học luôn, chúng ta lấy sách vở ra chúng ta học nhá. Lấy giấy bút ra. Nếu như chúng ta là chuẩn bị được máy tính Casio thì càng tốt nhá. Thực ra thì hôm nay tâm trạng đang gọi là bóng đá đúng không? Nhưng mà thôi, bây giờ phải học thôi nhá. Đề thi minh họa của Bộ Giáo dục năm 2019 thì vừa ra rồi. Thì chúng ta bắt đầu phải chiến đấu thôi nhá. Mơ quá thầy ơi à. Mơ làm sao mơ được nhỉ? Thầy để xuống thấp một tí nữa nhá. Để xuống thấp một tí bởi vì Facebook thì chắc chắn là sẽ mờ hơn YouTube rồi các bạn. Facebook thì chắc chắn là sẽ mờ hơn YouTube rồi. Nhá, livestream trên YouTube thì cực kỳ nét luôn. Và chúng ta nhớ đăng ký kênh của thầy nhá. Đăng ký kênh rồi sau này chúng ta sẽ cập nhật được nhiều bài giảng thông tin hơn. Ok chưa? Em tưởng thầy đi Trần Duy Hưng rồi. Việt Nam win là chuyện bình thường mà. Đấy, biết từ lúc mà trận lượt đi chúng ta đã thắng 2-1 rồi. Thì còn gì nữa đâu, được chưa? Quất nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm luôn đây. Chúng ta sẽ làm luôn nhá. Và đánh giá sơ bộ đó chính là đề minh họa của năm nay thì thật sự mà nói là nó hơi hơi dễ một chút. Đấy, hơi dễ một chút. Đấy, nhưng mà các bạn nhớ là đừng có bao giờ chủ quan cái đề minh họa này các bạn nhé. Đừng bao giờ chủ quan cái đề minh họa này nhá. Phải các bạn phải cẩn thận, thật sự cẩn thận cho thầy. Đấy, anh em nào đang xem thì chúng ta share về, sau đó thì nếu như chưa kịp xem thì xong sau chúng ta sẽ xem lại. Bởi vì kết thúc livestream này thì thầy sẽ ẩn đấy nhá. Ok chưa? 1.000 bạn đang xem rồi nhỉ? Nhanh quá. Anh em share nhiệt tình đi nhá. 1.000 bạn đã xem rồi. Ok. Đề này em làm được có 6 điểm rưỡi thôi. Úi giời, đề này mà làm được 6 điểm rưỡi là hơi hơi thấp rồi đấy các bạn nhá. Đề minh họa lần này thì thực sự mà nói là nó rất dễ mà nó lại có ít kiến thức lớp 10 chứ không phải là hoàn toàn không có, bởi vì chúng ta vẫn sẽ phải sử dụng một số kiến thức. Ví dụ như elip hoặc là gì nhỉ? Liên quan đến vector đúng không? Ok chưa? một một nghìn người bạn đang xem rồi đúng không nhỉ? Đấy thì vẫn có bạn học thôi mà. Các bạn thử xem đi. Đúng không? Có nhiều bạn bảo là hôm nay đi bão nhưng mà bây giờ hiện tại trực tiếp thì đang 1.100.000 bạn đang xem đây rồi này. Được chưa? Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nào. Không cần phải dài dòng lằng nhằng nữa nhá. Chúng ta bắt đầu luôn. Gọi là cũng phải khô máu đấy các bạn. Học bây giờ nó phải là khô máu nhá. Chứ không có chuyện học nhàn nhã mà hy vọng được kết quả cao là không có đâu nhá. Nào, bắt đầu chúng ta sẽ chiến đấu luôn. Câu số 1, thể tích của khối lập phương có cạnh là bằng 2a, đấy chưa? Đề này thì mấy câu đầu thì nó khá là đơn giản thôi. Và chúng ta chỉ cần nhớ công thức là hầu như có thể chiếm được ít nhất là 7, 8 điểm đề này. Kiếm được điểm 7, điểm 8 đề này nó không hề khó một chút nào luôn. Đấy, không hề có một chút nào gọi là khó khăn cả, được chưa? Thể tích khối lập phương thì chúng ta phải nhớ cho thầy rằng là gì nhỉ? V thì nó chính là bằng gì? Cạnh tất cả mũ 3, được chưa? Đấy, cạnh tất cả mũ 3. Thì rõ ràng đây là bằng 2A thì chúng ta có 2A tất cả mũ 3. Đấy, thì rõ ràng là bằng mấy nhỉ? Nó chính là bằng 8A mũ 3. Đấy, 8A mũ 3, được chưa? Đó chính là đáp án A. Ok chưa? Đấy, 1,2 nghìn bạn bạn đang xem rồi đấy, được chưa? Đấy, 1,3 nghìn rồi đấy, ok chưa? Thầy không ra Trần Duy Hưng rồi à? Đi bão thầy ơi. Thôi, hôm nay thầy gọi là hy sinh buổi đi bão để có thể ở nhà livestream chữa các bạn. Được chưa? Bây giờ ra ngoài đường bây giờ sợ lắm.
một A được chưa? Câu số 2 tiếp tục nào, câu số 2 nhá. Chúng ta làm nắm chắc cho thầy ít nhất là 7-8 điểm đề này là nó không hề khó một chút nào luôn. Thậm chí các bạn có thể làm trong vòng từ tầm 45 đến 60 phút là các bạn đã kiếm được tầm khoảng ít nhất là 8 điểm rồi trong đề này nhá. Đặc biệt là mấy câu phía sau này nó rất là hay các bạn ạ. À, mấy câu phía sau nó rất là hay. Đấy. Tiếp theo câu số 2 nào. Câu số 2 bạn nào làm ra đáp án nào rồi chúng ta comment luôn nhá. À, chúng ta cùng học luôn nhá. À, người ta cho các bạn một bảng biến thiên nó như thế này. Người ta bảo giá trị cực đại của hàm số là gì đúng không? Giá trị cực đại chắc chắn là D đúng không nhỉ? Đấy, giá trị cực đại có nghĩa là nó chính là cái điểm này các bạn nhá. Cái đỉnh của cái này. Đấy. Ok chưa? Còn khi nào người ta hỏi là x cực đại thì chúng ta sẽ chọn đó là x bằng 2, nhưng mà trong bài này thì người ta hỏi là giá trị cực đại thì chúng ta sẽ chắc chắn là chọn bằng 5 nhá. À, em làm được có 8 à? Ồ được 8 là được rồi, còn gì nữa? Đấy, ok chưa? Bài này trong bài này thì chúng ta có thể sử dụng được một số bài có sử dụng Casio nhá. Không hiểu sao đề của bộ này là bộ năm nay là cho lừa giống như năm ngoái không, nhưng mà rất nhiều bài Casio được. Đấy, nó lại dở hơi như thế cơ. Rất nhiều bài Casio được. Mà thực ra thì cũng nghĩ đúng thôi, bởi vì rõ ràng là năm nay mới đầu tiên ấy mà cho các bạn đề khó thì các bạn sẽ hoang mang. Đấy, và thầy sẽ dự kiến rằng là sẽ có một lần để có thể ra được đề minh họa nữa. Đấy, một lần nữa. Còn một lần như thế này thì nghĩ thật sự là nói là không hề đủ luôn, không thể đủ được. Ok chưa? M là do mạng của các bạn chứ không phải là do mạng của thầy đâu nhá. Tốc độ rất là nhanh đúng không? 1,5 nghìn bạn đã xem đây rồi. Tiếp tục câu số 3. Đấy, nó rất là có khí thế đúng không? Cho hai điểm là điểm A và điểm B, tính vector AB có tọa độ là gì đúng không? Thì chúng ta phải tính ra cho thầy tọa độ vector AB trước nhá. Thằng này nó rất đơn giản thôi, làm nhanh nhở. Là mấy? Lấy điểm B trừ điểm A, tức là nó là 1 này đúng không? Rồi 2 này và gì nhở? Và 3. Đấy, đây chính là độ dài vector AB thì chúng ta lấy tọa độ điểm B trừ tọa độ điểm A. Mặc dù nếu bạn nào chưa học thì các bạn vẫn có thể chiến được. Cái này đã có trong kiến thức của hình OI rồi. Lớp 10 chúng ta đã học rồi đúng không? Vậy độ dài của vector AB thì chúng ta làm cho đây cho thầy luôn là bằng căn bậc 2 của những tọa độ này bình phương nhá. 1 bình cộng 2 bình và cộng 3 bình, được chưa? Đấy, thì chúng ta biết bằng mấy nhỉ? Chỗ này là bằng 5 cộng với 9, đúng không các bạn nhỉ? À đây người ta bảo là vector AB thôi mà, tức là 1 2 và 3, đó chính chắc chắn đó là đáp án A nhá. Đấy, nó chắc chắn là đáp án A. Mấy bài sau thầy dạy bấm Casio thì chắc chắn rồi. Đề này mà ra thì tôi nói chung là ít nhất là 1/3 nước thủ khoa rồi. Thì các bạn biết là như thế nào, đấy chưa? 1,6 nghìn bạn đã xem đây rồi nhá. 1,6 nghìn bạn đã xem, có chứng tỏ là chúng ta vẫn không nhất thiết phải đi báo đúng không? Vẫn ở nhà học bình thường thôi, có gì đâu. Rất mượt đúng không? 1 2 3 tiếp tục. Câu số 4, người ta cho các bạn một hàm số, đấy, có đồ thị như hình vẽ, đấy, thì các bạn nhớ thầy là năm nay không hiểu sao nhá, đọc xong đề, đọc từ đầu đến cuối, toàn là những bài nó sẽ thiên về cái đồ thị hàm số và bảng biến thiên, đấy, đặc biệt là các bài liên quan đồ thị đạo hàm, thì các bạn nhìn thấy nó như thế nào rồi nhá. Câu số 4, hàm số đồng biến với khoảng nào, đồng biến thì có nghĩa là đây này, thằng này các bạn nhớ cho thầy rằng là nó đang cho đồ thị của hàm số y bằng fx, đấy, chứ không phải là đồ thị đạo hàm, tức là các bạn chỉ cần quan sát cho thầy xem là thằng nào nó đi lên tính từ trái sang phải, thằng nào đi lên thì nó được gọi là hàm số đồng biến, đúng chưa? Thì các bạn nhìn thấy này, nó chỉ có đi lên từ chỗ này đến đây thôi, đúng không? Đấy, điểm này điểm gọi là điểm cực tiểu đến cực đại, đúng không? Và cái thằng thứ hai là từ cực tiểu này cho đến vô cùng, đúng chưa? Vậy trong bài này thì các bạn nhìn quan sát đề, các bạn sẽ phải chú ý thầy rằng là bài này người ta hỏi đồng biến với khoảng nào tức là người ta hỏi đó là hỏi x chứ không phải hỏi về y. Đấy, 1,7 nghìn bạn đã xem rồi. Thì chúng ta có cho thầy đó là nó sẽ đồng biến với khoảng gì nhỉ? Là -1 cho đến 0. Đấy, ok chưa? -1 cho đến 0 thì đó là đáp án D. Được chưa? Đấy, thực ra mình mà nói thì đề này thầy chỉ mới xem qua lúc chiều thôi nhá. Hôm nay đi dạy khá là nhiều và đi xem bóng đá, thành ra là mới xem bóng đá xong phát là về livestream chữa các bạn luôn nhá. Ok chưa? Đấy, câu số 4 thì không hề khó khăn gì cả, được chưa? Câu số 5. Với giá trị nào? Đấy chưa? Đây là với A và B là số thực dương các bạn nhá. Đây, các bạn nhìn thấy này. Đấy, số thực dương tức là gì? Là A đều lớn không và người ta cho B lớn không rồi đúng không? Đấy, rất đơn giản thôi đúng không? Thì chúng ta sẽ có thầy là cái này rõ ràng là có công thức các bạn này. Công thức này là công thức của loga thì chúng ta có quyền là tách ra đúng không? Thì tích là bằng nhân. Đấy, chúng ta có là bằng gì? Loga theo cơ số 10 đúng không? Thì người ta sẽ viết đó là log của gì? Log của A nhân B bình, đúng chưa? Đấy, thì nó sẽ tách ra thành gì nhỉ? Log của A mà cộng cho gì nhỉ? Log của thằng B bình. Đấy, đúng chưa? Thì nó bằng gì? Thằng log A thì các bạn giữ nguyên như thế thôi. Đấy, log A và cộng cho cái số 2 này các bạn đưa ra ngoài, tức là nó bằng 2 log của B. Đấy, ok chưa? Thì chắc chắn đó là đáp án gì các bạn nhỉ? Đó chính là đáp án B, ok chưa? 5B, ok. Đấy, rất đơn giản, nhẹ nhàng, tình cảm thôi đúng không? 2000 bạn đang xem đây rồi, các bạn nhìn thấy chưa? 2000 bạn đang xem rồi nhá. Bạn nào mà đang có tay thì các bạn chụp lại cái ảnh này giúp thầy một tí nhá. Tí nữa thì gửi giúp thầy nhá. 1,9 bạn nghìn đã bạn đang xem đây rồi.
Ok, tiếp tục câu số 6. Thậm chí các bạn nhớ thầy rằng riêng những câu mà liên quan từ câu 1 đến câu 30 đấy, kể cả các bạn không làm được nhá, hay là các bạn chưa học được thì các bạn vẫn có thể xem được nhá, bởi vì rõ ràng là nó sẽ rất dễ rồi. Đấy, ok chưa? Nó cực kỳ dễ luôn, đơn giản luôn. Chúng ta chú ý thầy này. Đây là người ta cho các bạn một tích phân, thằng này này là một tích phân, đúng chưa? Thằng này cũng là một tích phân. Đấy, cho hai tích phân này và sau đó thì người ta hỏi tích phân của một cái gì đây? Có dấu trừ có nghĩa là hiệu, đúng không? Thậm chí các bạn không học thì các bạn vẫn có thể làm được. Đó là gì đây? Thằng này thì nó là một tích phân mới thì bây giờ các bạn sẽ làm gì nhỉ? Là tách nó ra thành hai thằng con. Đấy, tức là thầy có này, cái này này, thầy viết vào đây luôn nhá. Bằng luôn. Cái này các bạn có thể đặt là y cũng được. Vậy y sẽ bằng gì? Được chưa? Đây là tích phân, người ta sẽ đọc là tích phân từ 0 đến 1 của fx trừ 2gx thì tách ra thành tích phân từ 0 cho đến 1. Đấy, của thằng fx dx, được chưa? Và trừ cho gì? Trừ cho tích phân của gì? Từ cũng là từ 0 đến 1 đấy, của 2gx và dx. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Chỗ này dấu trừ và dấu cộng thì đều có thể tách ra thành hai thằng con. Đúng chưa? Và thằng này thì nếu như ông nào mà nhảy số nhanh thì đề bài người ta đã cho thằng này rồi này. Từ 0 đến 1 thì người ta đã cho là bằng mấy? Là bằng 2. Đúng chưa? Đấy, chỗ này là gì? Trừ cho 2 này, nhân cho này. Cái số 2 này không liên quan đâu nhé. Số 2 này có thể đưa ra ngoài cũng được. Và tích phân từ 0 đến 1 của gx nó chính là cho bằng mấy đây rồi? Là cho bằng 5. Đấy, ok chưa? Vậy, bằng mấy các bạn nhỉ? Bằng mấy? M quá, M làm sao M được? Đấy, chúng ta có là 2 mà trừ cho 10 thì là bằng trừ 8. Thì đó là đáp án C. Được chưa? 6 đáp án C. Ok, đấy. Được chưa? Đấy, 2.000 bạn đang xem đây rồi, chúng ta sẽ cố gắng luôn nhá. Bạn nào đang xem thì chúng ta share về đi. Tí nữa sẽ có rất nhiều câu hay mà thầy nghĩ rằng là nó sẽ xứng tầm luôn nhá. Đề này thì nói thật với các bạn cho nó vuông luôn là nếu như ra đề này thi thật ấy thì một nửa nước là thủ khoa, nửa còn lại là gần thủ khoa. Yên tâm chưa? Ok rồi đúng không? Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nào nhá. Là câu số 7. À, chúng ta nhìn thấy câu số 7 là thể tích của gì đây? Thể tích của khối cầu có bán kính là bằng A. Đấy, thì các bạn nhớ thằng này là có công thức luôn rồi nhá. Công thức là gì nhỉ? V của khối cầu thì nó chính là bằng gì? Là bằng 4/3 pi nhân cho R mũ 3. Đấy, 4/3 pi nhân R mũ 3. Mà trong bài này nó cho tuyệt là R bằng A rồi đúng không? Đấy, thì có nghĩa là gì? Nó chắc chắn nó là bằng A luôn. Là 4/3 pi nhân cho A mũ 3 trên 3. Ok chưa? Thì đó chính là đáp án A. Ok chưa? Bạn nào có tay thì các bạn nhớ chụp ảnh lại cho thầy nhá. Ôi trời, 2.1000 bạn đã xem đây rồi. Đấy, ok chưa? Lúc nào thầy livestream thì cũng đông mà, có khác gì đâu. Năm ngoái livestream gần 10.000 bạn xem cơ mà. Ok chưa? Tiếp tục, câu số 7 xong nhá. Những câu này cực kỳ nhạt luôn. Các bạn nhớ cho thầy đừng có sai ngu những câu như thế này nhá. Nó cực kỳ đơn giản. Từ câu số 1 đến câu số 30, thậm chí các bạn chưa học các bạn vẫn có thể hiểu được luôn nhá. Chấp trường hợp là không chưa học luôn. Câu tiếp theo là câu số 8. Tập nghiệm của phương trình này là gì? Đây là một giải mở phương trình loga. Thì đầu tiên thì chúng ta phải hiểu là thằng này thì thầy có thể giải trực tiếp vào đây cho các em luôn, bởi vì nó cực kỳ đơn giản. Chúng ta phải nhớ này, thằng này đầu tiên là có điều kiện, bởi vì giải loga thì có điều kiện đó là gì? Là x bình này trừ x này cộng 2 là phải gì? Là phải lớn không đã, đúng chưa? Thằng này là phải lớn không đã. Rồi sau đó thì chúng ta phải triển khai cho thầy luôn, đó là x bình trừ x cộng 2 thì nó chính là bằng gì? Nó chính là bằng 2 mũ 1 luôn. Đấy, 2 mũ 1 là chính là bằng 2. Được chưa? Nhưng mà rõ ràng là cái trên các bạn này, cái trên x bình trừ x cộng 2 thì nó luôn luôn đúng. Thằng này là luôn luôn đúng này. Luôn luôn đúng rồi, đúng không? Tức là tập xác định của nó là R. Đúng chưa? Vậy đối với thằng này thì chúng ta phải có cho thầy đó là triệt tiêu thằng này luôn nhá. Thì có là x bình trừ x thì là bằng 0. Đấy, các bạn nhìn thấy không? 2 với 2 là hết đi này. Và nó chỉ còn là có hai nghiệm là các bạn tính ra luôn là x bằng 0 và x bằng mấy? Là x bằng 1, đúng chưa? 2.2000 bạn đang xem đây rồi. Là x bằng 0 và x bằng 1 nhá. Ok chưa? Đấy, rất đơn giản thôi nha. Kể cả các bạn mất gốc các bạn vẫn có thể chiến được luôn. Vậy 8 đáp án gì đấy các bạn nhỉ? Câu 8 chắc chắn là đáp án B, là 0 và 1 đấy, tìm ra đây rồi này. Đấy, điều kiện xác định của nó là tập xác định là R rồi nhá. Bởi vì x bình trừ x cộng 2 thì nó luôn luôn đúng nhá, luôn luôn đúng rồi. Ok chưa? Tiếp theo, trong mặt phẳng OXYZ, được chưa? OXYZ là mặt phẳng về 3 chiều. Người ta hỏi là phương trình mặt phẳng OXYZ là có phương trình như thế nào? Ok chưa? Thì thực ra thằng này thì các bạn nhớ thầy này, kể cả chấp không học luôn nhá. Đây, các bạn có thể vẽ ra cho thầy một cái mặt phẳng này, O này, X này, đó, Y này và Z này, được chưa? OXYZ nó là như thế này rồi. Ok chưa? Rồi, thế thì bây giờ mặt phẳng OXY có nghĩa là gì đây? Thì các bạn nhớ thầy, đặc điểm của mặt phẳng OXY nó chính là gì? Tất cả mọi điểm nó nằm trên mặt phẳng OXY thì nó đều không có Z. Đấy, được chưa? Hoặc là nếu như mặt phẳng OXZ thì nó lại là không có Y. OXZ nha, các bạn nhớ này, OXZ nó chính là không có Y, tức là Y của nó sẽ là bằng 0. Ok chưa? Thì đó là đáp án C. Đấy. Ok chưa? Các bạn nhớ là khi nào mà các bạn comment đáp án thì chúng ta nhớ phải có số câu nữa nhá. Đấy, rất đơn giản thôi. Hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu luôn. 2.300 bạn xem rồi, gần 2.400 bạn xem rồi nhá. Ok, tiếp tục.
Đấy, câu số 10. Đấy, câu số 10 nhá. Đấy, tí nữa thì các bạn nhớ mấy câu sau thì thầy sẽ dạy các bạn rất nhiều phương pháp giải hay luôn. Đấy, hứa với các bạn luôn nhá. Đấy, mấy câu sau thì các bạn xem là phê luôn. Họ nguyên hàm của hàm số này là, đúng không? Họ nguyên hàm thì cái này nó chính là áp dụng bảng nguyên hàm luôn. Chúng ta có cho thầy như sau: là nguyên hàm của thằng em x và cộng cho x tất cả dx, được chưa? Trong lớp VIP của chúng ta ngày hôm qua đã học thằng này rồi. Đấy, đã học thằng này rồi thì chúng ta sẽ hiểu cho thầy như sau: là nguyên hàm của một tổng thì có thể tách ra thành tổng các nguyên hàm con, tức là tách ra thành gì? Là nguyên hàm của em x dx, được chưa? Và cộng cho nguyên hàm của x nhân cho dx. Đấy, ok chưa? Vậy chúng ta sẽ có này, nguyên hàm của thằng em x này thì nó chính là bằng chính nó. Thằng em x nó là dễ nhất, bởi vì đạo hàm hay nguyên hàm nó đều bằng chính nó hết, được chưa? Và nguyên hàm của thằng x thì nó chính là bằng gì? Là bằng x bình chia cho 2, là công thức số mũ tăng lên 1 và chia chính số mũ đấy. Và đương nhiên kết quả của chúng ta khi mà tìm ra được rồi thì các bạn phải cộng c vào, được gọi là họ nguyên hàm, được chưa? Vậy 10 của chúng ta đó chính là đáp án B. Đấy, rất đơn giản thôi, đúng chưa? Rồi, 2,3 nghìn bạn đang xem đâu rồi nhá. Đấy, rất cảm ơn các bạn, chúng ta bạn nào đang xem thì chúng ta nhớ share về nhá. Câu tiếp theo là câu số 11. Ôi giời, câu số 11. Người ta cho các bạn một phương trình đường thẳng như thế này. Đấy, thì các bạn có thể hiểu cho thầy như sau: cái phương trình đường thẳng này là nó sẽ là cho trong mặt phẳng Oxyz. Đấy, tức là trong không gian Oxyz đấy, được chưa? Cái này nó chính là nằm trong chương 3 của hình học lớp 12 của chúng ta. Và người ta hỏi rằng là nó đi qua điểm nào? Đi qua điểm nào trong 4 điểm sau đây? Thì có nghĩa là gì? Là chúng ta có thể ngầm hiểu rằng là thay tất cả 4 điểm này vào, thằng nào nó ra được 3 thằng này nó đều bằng nhau, thì đó chính là điểm nó thuộc. Đấy, nó thuộc. Thì chúng ta có thể thay được luôn. Các bạn nhìn và các bạn phải hiểu là thằng này này, nó không mất phí được 3 giây cuộc đời của các bạn đâu nhá. Đấy, 3 giây cuộc đời của các bạn đâu. Mà các bạn chỉ cần hiểu cho thầy một cái cực kỳ đơn giản là gì? Nó đi qua có nghĩa là nó phải thuộc. Đấy, nó thuộc có nghĩa là thay tất cả những điểm này vào, thằng nào mà nó ra 3 cái kết quả nó đều bằng nhau, đấy, thì nó chính là đi qua. Ok chưa? Thì nó chính là các bạn thay vào luôn, thì các bạn nhìn thấy là 1, 2, 3. Đấy, các bạn thay x bằng 1 vào, y bằng 2 vào và z bằng 3 vào, đúng chưa? Thì chúng ta thấy là kết quả ba thằng này nó đều cho ra cùng một kết quả là bằng 0, thì chắc chắn thằng này là đáp án C. Đấy, ok chưa? Còn những cái này nếu như thay vào thì các bạn thử cho thầy này. Ví dụ thầy thay x bằng 2 vào nhá, thì thằng này là bằng mấy? Là 2 trừ 1 trên 2, đúng không? Chỗ này lại trừ 1 trừ 2 chia cho trừ 1, tức là nó khác nhau thằng đầu rồi. Hai cặp nó khác nhau thì chứng tỏ là không được. Đấy, ok chưa? Nó chỉ là mất tầm khoảng 3 giây cuộc đời của các bạn là sẽ tìm ra cho thầy là thằng câu 11 nó là đáp án gì luôn. Ok chưa? Đấy, tiếp tục nhá. Đấy, rất đơn giản thôi. Bài này mà nói thật rằng là nếu như mà ra đề thi thật đề này ấy, thì thầy nói luôn cho các bạn là một nửa nước là thủ khoa rồi và nửa còn lại là gần thủ khoa nhá. Ok, câu số 12. Câu số 12 là rõ ràng là công thức rồi các bạn nhá. Với K và N là hai số nguyên dương đúng không? Thì chắc chắn nó là đáp án C rồi các bạn. Cái này là lớp 11 này, kiến thức lớp 11 luôn. Được chưa? Cái này nó chính xác là kiến thức lớp 11 cho các bạn. Ok chưa? Đấy, gần 2,5 nghìn bạn đã xem đây rồi. Ok. Tiếp tục. Thằng này lớp 11 rồi các bạn nhá, chắc chắn rồi. Cái này đừng có hỏi thầy vì sao nữa. Không tin các bạn lấy sách giáo khoa các bạn dở ra thì chúng ta sẽ biết được ngay. Đấy, ok chưa? Câu tiếp theo là câu số 13. Câu tiếp theo là câu số 13 nhá. Cho cấp số cộng UN có số hạng đầu là thằng này. Đấy, cộng sai là thằng này. Thì các bạn nhớ thằng này nó cũng chỉ làm mất 3 giây cuộc đời của bạn thôi. Đấy, các bạn phải định hình cho thầy luôn nhá. Đấy, câu này không thể sai được nếu như chúng ta chỉ cần nhớ thầy công thức thôi. Và nếu như bạn nào không nhớ được công thức thì thầy sẽ cho các bạn công thức luôn. Đó chính là cộng sai và cấp số cộng thì có công thức là UN là số hạng thứ N trong khai triển. Nó chính là bằng số hạng đầu cộng cho N trừ 1 nhân cho D. Đấy. Ok chưa? Chúng ta kiểm tra luôn lại luôn cho thầy nhá. Bạn nào làm ra đáp án nào rồi chúng ta cứ comment nhiệt tình cho thầy. Đấy, xem là như thế nào nhá. Ok, vậy U1 đây người ta cho luôn này, U1 bằng 2 này, đúng không? Đấy, chả nhẽ bài này mà không hiểu nữa thì làm sao thi được đại học. Ok, N trừ 1 thì các bạn nhớ rằng là bài này thì người ta bảo là giá trị của U4 có nghĩa là N bằng 4, đúng không? 3 trừ 1 luôn. Đấy, chúng ta có 3 nhân cho D là 3 nhân 5. Ok chưa? Vậy chúng ta có là bằng mấy nhá? 15 cộng 2 là bằng 17, đúng không? 17 này. Ok. Đấy, đó chính là đáp án B. Ok, được chưa? 13B. Tiếp tục, câu số 14. Úi giời, câu 14 nó cực kỳ nhạt luôn. Bài này là bài về số phức. Và các bạn nhớ thầy này, đây là người ta cho các bạn một cái số phức có dạng là trừ 1 cộng 2y. Thì luôn luôn nhớ thầy này, tất cả mọi số phức nó đều có dạng là z bằng a cộng cho bi. Trong đó a được gọi là phần thực, thằng này được gọi là phần thực các bạn này. Đấy, được chưa? Thằng b này gọi là phần ảo. Và y được gọi là đơn vị ảo, được chưa? Và tất cả mọi số phức nó đều được gì? Được biểu diễn bởi một điểm. Tất cả mọi số phức nhá, được biểu diễn bởi một điểm trong mặt phẳng, người ta gọi là mặt phẳng phức. Nó giống như kiểu là mặt phẳng Oxy vậy. Đấy, và nó sẽ có tọa độ là gì? Là chắc chắn là điểm M. Ví dụ khi mà người ta cho các bạn số phức là z bằng a cộng bi, đúng không? Thì gọi là số phức tổng quát, đúng không? Thì điểm M này nó phải có tọa độ là AB. Đấy, theo thứ tự là phần thực và phần ảo. Đây cũng thế luôn. Đấy,
thì người ta bảo này, z là gì? Trừ 1 cộng 2y, thì suy ra điểm mà biểu diễn nó phải có tốc độ là trừ 1.2. Đấy, ok chưa? Theo đúng thứ tự cho thầy nhá, trừ 1.2. Thôi chúng ta có này, trừ 1.2 nó là điểm nào đây? À, x bằng trừ 1 và y bằng 2. Chúng ta nhìn ra ngay và luôn đó là điểm điểm Q, đúng không? Thì đó là đáp án D. Đấy, được chưa? Rất đơn giản. Đấy, bài này còn nhạt hơn nhá. Và thầy thông qua cái đề minh họa này, thầy đã có một cái định hình để cho các bạn lớp VIP có thể chiến được hết luôn. Đấy, định hình luôn nhá. Có một số kế hoạch học tập để cho chúng ta có thể chiến được hết tất cả những cái này. Bạn nào muốn đăng ký lớp VIP thì các bạn nhớ inbox cho thầy nhá. Sau buổi livestream này các bạn inbox cho thầy. Ok. Tiếp theo là câu số 15. Đấy. Đường cong hình vẽ đen là đồ thị của hàm số nào dưới đây? Đấy, người ta cho bạn một thằng này kể cả ngu thì biết thằng này là gì? Nó là hàm số bậc nhất trên bề đất, tức là nó phải có dạng y bằng ax cộng b và trên cho gì? C cộng d. Đấy, các bạn nhìn thấy quen thuộc không? Nó là chắc chắn là một hàm số bậc nhất trên bề nhất. Đúng chưa? Nhưng mà vì sao chúng ta có thể tìm được ra? Thì các bạn nhớ này, đây là hàm số bậc nhất trên bậc nhất thì nó phải loại đáp án C và đáp án D đi, đúng không? Đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ chỉ còn lại là hai đáp án này thôi. Thì các bạn nhớ cho thầy một cái kinh nghiệm mà thầy đã dạy các bạn ấy, là không nên nhìn tiệm cận, nhớ nhá. Không nên nhìn tiệm cận, trường hợp bí lắm rồi thì chúng ta mới nhìn tiệm cận thôi. Còn nữa không nên nhìn tiệm cận. Mà chúng ta nhìn cái gì? Là chúng ta sẽ để ý thầy là giao điểm của đồ thị đấy với trục gì? Là trục OI nhá. Giao điểm của đồ thị đấy với trục OI. Vậy chúng ta nhìn thấy rằng thằng này nó như nào đây? Nó nằm bên dưới của trục gì? Trục OX, tức là thằng này nó phải âm. Đúng không? Âm thì chúng ta cũng hiểu cho thầy là nó chính là cho x bằng 0 thì nó phải ra kết quả âm. Đấy, thì các bạn nhìn thế này. Ví dụ đáp án A thì nếu như các bạn thay x bằng 0 vào đây thì nó chính là bằng gì? Nếu thay x bằng 0 nhá, x bằng 0 thì có phải là y sẽ là bằng mấy? -1 trên -1 là bằng 1, đúng không? Đấy, thằng này loại luôn này. Vậy chỉ còn là đáp án B. Đấy, nhìn thấy chưa? Không tin các bạn thay x bằng 0 vào đây thì suy ra y bằng -1 luôn. Rất đơn giản, đúng không? Và nhớ thầy cái kinh nghiệm là đối với tất cả mọi hàm số bậc nhất trên nhất, chúng ta không nên nhìn gì? Nhìn tiệm cận trước, mà chúng ta nhìn giao điểm của đồ thị với trục OI trước. Và khi mà các bạn làm thành thạo rồi, bài này nó chỉ mất 3 giây thôi nhá. Có rất nhiều bài mà trong bài này nó chỉ xử lý trong vòng đúng 3 giây cuộc đời thôi. Nếu như vượt qua 3 giây cuộc đời thì nó sẽ uổng phí của bạn rồi nhá. Ok chưa? Đấy, câu số 15 nhá. Tiếp tục câu số 16. Đấy, câu số 16. Cái này là cũng phải dùng bằng mắt đấy các bạn này. Cái này là dùng bằng mắt hết cho thầy. Đấy, mắt hết cho thầy. Chỉ có nhìn thôi. Lại không cần phải một chút cái gì gọi là hoa mỹ cả. Được chưa? Chỉ có nhìn bằng mắt thường là chúng ta có thể suy ra ngay. Cho hàm số y bằng fx liên tục trên đoạn từ trừ gì 1 đến 3. Đấy, đồ thị hàm số y bằng fx, thằng này đây, y bằng fx đây. Được chưa? Đó, liên tục trên đoạn từ trừ 1 đến 3. Ok. Và có đồ thị như vẽ bên và người ta hỏi là m lớn và m nhỏ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn từ trừ 1 đến 3. Đúng không? Và người ta hỏi là giá trị của m lớn trừ m nhỏ bằng bao nhiêu? Và tức là chúng ta phải tìm gì? Chúng ta phải tìm căn cứ vào đồ thị. Chúng ta phải nhìn bằng mắt thường. Chúng ta quan sát vào đây. Thì các bạn sẽ xem cho thầy là thằng nào nó chính là giá trị lớn nhất và thằng nào nó chính là giá trị bé nhất. Chúng ta nhìn vào đây các bạn sẽ suy ra luôn. Vậy làm thế nào biết được là cái điểm này, đó là trên đoạn từ trừ 1 đến 3 đúng không? Trên đoạn từ trừ 1 đến 3 thì cái điểm cao nhất của nó đó chính là giá trị gì? Lớn nhất. Tức là chúng ta nhìn thấy là thằng này là chắc chắn là mắc của nó là m lớn bằng 3. Đấy, nhìn thấy không? Và chúng ta nhìn như thấy cái điểm này là điểm thấp nhất các bạn này. Điểm này là điểm thấp nhất của đồ thị. Điểm thấp nhất chứng tỏ là gì? Là min, tức là m nhỏ của thầy nó chính là bằng trừ 2. Đấy. Và người ta hỏi là lấy m lớn trừ đi trừ m nhỏ, đúng không? Đấy, tức là có m lớn trừ cho m nhỏ, tức là lấy 3 trừ đi trừ trừ 2, đúng không? Thì bằng 5. Đấy, đáp án chính xác là đáp án D. Ok chưa? 16D, đúng rồi, chính xác. Đấy. Tiếp tục câu số 17. Úi giời, câu số 17 gặp rất nhiều của đề rồi đúng không? Câu này thật sự mà nói là nó làm cực kỳ nhiều rồi các bạn ạ. Đấy. Khi người ta cho các bạn một đồ thị một cái phương trình đạo hàm, đây không phải là cho đồ thị, cũng chả phải cho các bạn là bảng biến thiên gì cả, mà người ta sẽ cho các bạn một hàm số đấy mà đạo hàm rồi đúng không? Thì các bạn nhớ người ta hỏi số điểm cực trị nhá. Số điểm cực trị tức là các bạn không cần quan tâm là thằng nào là điểm cực đại hay là điểm cực tiểu gì hết, mà các bạn chỉ cần quan tâm cho thầy rằng là số điểm cực trị chúng ta sẽ tìm cho thầy bằng cách là chúng ta phải cho thằng này bằng 0. Cho nên thằng này bằng 0 thì chúng ta sẽ có mấy nghiệm nhỉ? Là có 3 nghiệm đúng không? Là x bằng 0 này, là x bằng 1 này và x bằng gì? X bằng -2. Đấy, ok chưa? Và ba nghiệm này thì chúng ta thấy cho thầy rằng là tất cả đều gọi là nghiệm đơn và nghiệm bội lẻ. Bội lẻ có nghĩa là gì? Có nghĩa là đạo hàm qua những điểm này nó đều đảo dấu cả. Đấy, nó đều đảo dấu cả các bạn ạ. Ok chưa? Nếu nó đều đảo dấu thì chứng tỏ là mình có mấy cực trị các bạn nhỉ? Thì chứng tỏ là chắc chắn là có 3 cực trị đúng không? Đấy, vì thế nó các bạn lưu ý thầy rằng là nó có 3 nghiệm, nhưng mà y phải qua 3 nghiệm này nó đều đổi dấu. Còn trong trường hợp giả sử như thay số 3 này đi mà thay bằng số 4 chẳng hạn. Đấy, thay bằng số 4 chẳng hạn được gọi là mũ chẵn thì người ta gọi là nghiệm bội chẵn. Thì suy ra là chúng ta trong trường hợp này nhá, nếu như là số 4 thì chúng ta phải loại thầy là x bằng -2 đi. Nhớ nhá. Còn đây là mũ lẻ và nghiệm đơn thì chúng ta tự tin lên cho thầy có bao nhiêu nghiệm thì bấy nhiêu cực trị luôn. Nói cho nó nhanh, được chưa? Có bao nhiêu nghiệm thì bấy nhiêu cực trị luôn, nó cực kỳ đơn giản luôn. Ok.
Được chưa? Câu số 17. Tiếp tục câu số 18. Bắt đầu từ câu số 18 chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một máy tính Casio được rồi các bạn ạ. Như sau. Đây là người ta cho các bạn một cái gì đây? Nó là một số phức các bạn, biểu thức là liên quan số phức, đúng chưa? Đấy. Với y là đơn vị ảo. Đấy, thì chúng ta phải làm như thế nào? Bài này chúng ta có hai cách. Một là chúng ta có thể giải luôn cho thầy như sau. Giải này. Đấy, giải này. Đây vế trái của chúng ta này, vế trái của chúng ta là một số phức nhá. Vế phải của chúng ta cũng là một số phức, tức là nó đang có dạng là Z1 bằng Z2. Đấy, Z1 bằng Z2 tức là hai số phức bằng nhau khi nào? Khi phần thực bằng nhau và phần ảo của nó cũng là bằng nhau. Thì các bạn tưởng tượng như thế này, cái Z1 của chúng ta có thể đặt là bằng A1 x, A1 cộng cho B1 nhân y. Đấy, và Z2 thì nó chính là bằng A2 cộng cho B2 nhân y. Đấy, được chưa? Kể cả các bạn không học thì các bạn vẫn hiểu được. Cái này nó thật với bạn là bài này nó cực kỳ dễ luôn. Đấy, cực kỳ dễ luôn nhá. Đó. Thế thì bây giờ các bạn này hiểu này, khi người ta cho các bạn một Z1 và Z2 là hai số phức được bằng nhau khi nào? Khi phần thực bằng phần thực, tức là A1 phải bằng A2. Đấy, và B1 phải bằng B2. Đấy, phần ảo phải bằng phần ảo và phần thực phải bằng phần thực. Đúng chưa? Thì bây giờ các bạn này, 2A nó là phần thực thì nó phải bằng 1, đúng không? 2A bằng 1 thì các bạn nhẩm ra luôn cho thầy là bằng A mấy? Là A bằng 1/2. Thì đó là chắc chắn là đó là đáp án B luôn, bởi vì trong tất cả bốn đáp án này nó chỉ có đáp án B là đáp án đây. Đúng chưa? Chưa học vẫn có thể hiểu được luôn. Hai số phức bằng nhau, vế trái của nó là một số phức. Đấy, và phía phải của nó cũng là một số phức. Hai số phức bằng nhau khi phần thực bằng nhau. Phần thực là gì? Là số tự do của nó. Ví dụ thằng 2A này gọi là số tự do, không kèm với thằng y, được gọi là phần thực. Được chưa? Đây cũng thế, đây một là phần thực này. Đấy, phần ảo là gì? Là phần ảo là cái biểu thức mà đứng trước y ấy, được gọi là phần ảo. Đúng không? Thì B cộng y thì bằng 2 thì chứng tỏ là chúng ta vẫn có thể là B cộng 1 thì bằng 2, được chưa? Nhưng mà rõ ràng là cái bài này này, nếu như mà chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ suy ra sai ngay. Đấy, tại sao lại sai ngay? Bởi vì rõ ràng là chúng ta phải biến đổi một chút nữa các bạn ạ. Biến đổi một chút đã, đó là gì? Là 2A này cộng với B cộng Y nhân Y, đúng không? Nó bằng với 1 cộng Y, đúng không? Đấy, thì các bạn phải nhớ thằng này nó phải nhân phá ra đã. Để chúng ta sẽ chuyển nó về một số phức là có phần thực và phần ảo. Tức là chúng ta có này, 2A cộng với gì? Cộng với Y bình, đúng không? Cộng với Y bình này. Đấy, và cộng B nhân Y thì nó chính là bằng 1 mà cộng cho 2Y. Đấy, và đương nhiên chúng ta phải hiểu thầy này, Y bình nó chính là bằng -1. Tất cả trong số phức của chúng ta là cái gì có Y bình thì nó là bằng -1 luôn, đúng không? Vì thế thầy sẽ thay là bằng 2A-1 cộng cho BY thì nó chính là bằng 1 mà cộng cho 2Y. Đấy, ok chưa? Thì chúng ta sẽ giải cái này ra thôi. Là phần thực thằng này này, phần thực này bằng phần thực này, 2A-1 thì bằng 1, đúng chưa? Và gì? B của chúng ta là phần ảo, nó chính là bằng 2. Đấy, được chưa? Nếu lúc nãy mà ông nào mà làm gọi là ẩu một tí là các bạn sẽ sai ngay. Tức là chúng ta có là thầy là A chắc chắn là mấy? Là bằng 1 luôn, và B chúng ta là bằng 2. Thì chứng tỏ là A bằng 1, B bằng 2 nó là đáp án nào? A bằng 1, B bằng 2 thì nó là đáp án D mới đúng. Ok chưa? Đây là một gọi là cú lừa của các bạn rồi nhá. Phải lưu ý cho thầy như thế. Thế nhiều bạn hỏi là bài này có Casio bấm được không? Thì thầy dạy các bạn cách Casio bài này như sau. Cách Casio nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ bấm 1-2 cho thầy nhá. 1-2 là có chữ complex này các bạn này. Đấy, có chữ complex này nhá. Đấy, ok chưa? Complex có nghĩa là gì? Là số phức. Đó, trong máy tính của chúng ta gọi là số phức. Sau đó các bạn nhập toàn bộ cái biểu thức này vào cho thầy nhá. Toàn bộ biểu thức này vào cho thầy, bao gồm có ví dụ 2x này, x nhá, a được gọi là x cộng với mở ngoặc đơn cho thầy là b cộng y, đúng không? B là y này, cộng với y là nó là thằng này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Y nó chính là bấm ng này này. Nhìn thấy không? Đấy, được chưa? Và nhân cho y. Đấy, sau đó các bạn chuyển cho thầy là gì này? Chuyển cho thầy -1 nhá. -1 và trừ cho 2y. Rồi sau đó các bạn can cho thầy những giá trị này vào. Đấy, giá trị này vào thì cái nào ra bằng 0 thì đó là đáp án đúng. Ví dụ thầy đã chọn được đáp án D rồi đúng không? Thì các bạn can cho thầy này nhá, là x của chúng ta nó chính là bằng 1, tức là A đấy. Và B của chúng ta đó chính là y, tức là bằng 2. Đấy, được chưa? Thì nó ra kết quả bằng 0 là nó sẽ là ra, đúng không? Đấy, trong máy tính của chúng ta có thể sử dụng máy tính. Còn nếu như các bạn phải cứ kiểm tra xem đáp án B đúng không thì các bạn bấm CLC can đúng không? A bằng 1/2 tức là gì? Là 0.5. Đấy, được chưa? 0.5 này. Y chính là bằng B, tức là bằng 1. Đấy, các bạn xem là nó bằng 0 không? Nó không thể bằng 0 được thì chứng tỏ không phải là đáp án B. Mà nó chỉ có đáp án D mới là đáp án đúng thôi. Nhớ nhá. Đấy. Ok chưa? Đó chính là câu số 18 là đáp án D. Các bạn phải cẩn thận cho thầy nhá. Còn nếu như mà các bạn không làm quen thì chúng ta sẽ là rất dễ bị tạch luôn. Tiếp tục câu số 19. Câu số 19 nào? Thầy phải giảng cả lý thuyết nữa. Ôi giời ơi, lý thuyết các bạn sợ một số bạn đã chưa học rồi. Ok, được rồi, thầy sẽ giảng các bạn cả lý thuyết nữa nhá. Yên tâm. Cho hai điểm Y và điểm A, phương trình của mặt cầu có tâm Y và đi qua A là. Đấy, tâm Y nhá. Thì các bạn nhớ thầy, phương trình mặt cầu có dạng là X trừ A tất cả bình cộng với Y trừ B tất cả bình cộng với Z trừ C tất cả bình thì bằng
bằng R bình. Đấy, đây chính là công thức liên quan đến phương trình của một cái mặt cầu bất kỳ. Được chưa? Đấy, thế thì bây giờ các bạn phải hiểu này, ABC nó là cái gì? Đó chính là tọa độ tâm. Đấy, nó chính là tọa độ tâm, tức là ABC của chúng ta đó chính là tọa độ tâm, và R này nó chính là bán kính, được chưa? Đấy, thằng này là bán kính này, thằng này là tâm. Đấy. Vậy trong bài này thì người ta bảo là cho đi qua hai điểm là điểm Y, đúng không? Đi qua điểm Y rồi. Đấy, mặt cầu có tâm Y này và đi qua điểm A. Thì chúng ta phải hiểu là tâm là người ta đã cho rồi, thằng này nó đóng vai trò là gì? Là ABC, đúng không? Nó chính là ABC. Tức là khi thay vào thì nó phải loại được ra cho thầy rất nhiều đáp án rồi. Ví dụ chỗ này, các bạn nhớ này, thằng này là loại này, thằng A này loại luôn này, đúng không? Đấy, thằng này cũng loại luôn này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, rất đơn giản thôi. Loại hai đáp án này rồi nhá, bởi vì sau khi thay cho thầy đó là tâm Y thì nó rõ ràng A bằng 1, B bằng 1 và C bằng 1 phải thay vào đây, tức là X trừ 1 tất cả bình cơ, cộng Y trừ 1 tất cả bình cơ, đúng không? Đấy, và bây giờ chúng ta chỉ hiểu rằng là tìm mỗi bán kính thôi. Và bán kính có nghĩa là gì đây? Một mặt cầu tâm Y, đây, giả sử tâm Y đây và đi qua điểm A. Thì các bạn phải hiểu rằng là IA này nó chính là gì? Nó chính là bán kính luôn. Đúng không? Đó, IA này thì nó chính là bán kính. Vậy bây giờ các bạn sẽ tìm ra cho thầy độ dài IA bằng cách như sau. Các bạn tính cho thầy công thức nhé. IA độ dài nó chính là bằng căn bậc 2 của XA trừ XY tất cả bình cộng với IA trừ YY tất cả bình. Đấy, cộng với ZA trừ cho ZY tất cả bình. Nó giống như kiểu trong OI luôn nhá. Đấy, giống như kiểu trong OI chúng ta đã có công thức sẵn rồi và các bạn chỉ cần thay vào tính thôi. Bằng căn bậc 2 của gì? Là 1 trừ 1, các bạn tính luôn luôn nhanh nhá. Là bằng 0 bình này cộng với IA trừ cho YY tức là bằng mấy? Là 1 bình này. Và cộng cho gì? ZY trừ ZA tất cả bình thì là bằng 2 bình. Đấy, thì nó rõ ràng bằng mấy? Là bằng căn 5, đúng không? Căn 5 thì sau đó các bạn sẽ bình phương lên, các bạn thay vào đây thì nó chính là bằng 5. Vậy đáp án của chúng ta đó là đáp án B luôn. Đấy, 19 đó là đáp án B nhá. Chấp cả trường hợp là các bạn không biết công thức luôn thì các bạn vẫn có thể nhớ được. Ok chưa? Rồi, câu số 20. Ui giời, câu số 20 thì nó lại quá nhạt luôn đúng không? Ok, tiếp tục. Câu số 20 là câu về liên quan đến logarit thôi. Bây giờ các bạn sẽ hiểu này. Logarit theo cơ số 16 của 27 nhá. 16 của 27 chúng ta có cho thầy như sau. Logarit theo cơ số 16 của 27 nó muốn biến đổi theo A thì chúng ta phải rút gọn thằng này đi. Đấy, đúng không? Giải từ từ thôi thầy, đúng không? Ok, được rồi, mấy bài dễ mà các bạn chưa đến câu 30 thì nó vẫn là nhạt. Nó vẫn là nhạt. Thì các bạn phải chú ý để ý nhanh nhá. Loga theo cơ số 16 của 27 đúng không? Thì 16 thì các bạn có phải hiểu cho thầy là một điều rằng là gì nhỉ? 16 nó chính bằng 2 mũ 4 thì 27 thì bằng 3 mũ 3 đúng không? Vậy chúng ta có này. Thằng này nó chính là loga theo cơ số 16 thì tách ra thành 2 mũ 4 này. Đấy, 27 thì bằng mấy? Là bằng 3 mũ 3. Đấy. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ vứt cái số 3 này ra ngoài và vứt cái thằng 4 này ra ngoài thì nó sẽ được bằng 3/4 nhân loga theo cơ số 2 của 3. Đấy. Ok chưa? Mà bài này người ta lại cho loga theo cơ số 3 của 2 cơ. Thì chúng ta đảo ngược thằng này lên một tí cho nó giống đề bài. Tức là nó sẽ là bằng 3/4 và nhân cho 1 chia cho loga theo cơ số gì đây? Chỗ này đang là 2 của 3 nhá. Các bạn nhớ không? Đây đang là cơ số 2 của 3 thì đảo lại là nó bằng 3 của 2. Đấy, ok chưa? Và nó chính là bằng 3 chia cho 4A nhá. Thằng này người ta đã cho các bạn bằng A rồi đấy các bạn này. Thằng này người ta đã để là bằng A rồi nhá. Đấy, thì cái này các bạn nhớ nhất là bằng 3 chia 4A thôi. Ok chưa? 20 đó là đáp án B. Ok chưa? Hôm nay chúng ta sẽ sửa được ít nhất là tầm khoảng 45 câu, yên tâm. Khô máu luôn đấy, đúng không? Câu tiếp theo là câu số 21. Cái câu số 21. Ok chưa? Tiếp tục nào. Hai nghiệm phức của phương trình này là, ôi giời ơi, bài này là nghiệm phức. Rồi sau đó người bảo tính giá trị của Z1 cộng Z2 module ấy. Thằng này được gọi là đọc là module. Nhưng mà nếu như chưa bạn nào chưa biết module thì chúng ta có thể sử dụng cái thầy là máy tính Casio. Trong máy tính chúng ta có thể giải được hết bằng cách như sau. Đấy, bằng cách như sau. Đầu tiên các bạn sẽ nhớ thầy là như sau này. Chúng ta có thể bấm cho thầy mode 2 nhá. Sau bấm mode 53 đi. Mode 53 có nghĩa là giải phương trình bậc 2. Thì đây người ta cho một các bạn một phương trình bậc 2 mà chẳng qua nó là số phức thôi. Chúng ta đi tìm nghiệm thì các bạn chỉ cần bấm máy tính thì nó vẫn ra được nghiệm đấy. Đúng không? Chúng ta có thầy nhỉ. Z bình thì nó giống như x bình vậy. A bằng 1 đúng không? B của chúng ta bằng -3 và C của chúng ta nó chính là bằng 5. Các bạn bấm nhá. Sau đó bấm bằng là nó sẽ ra ngay. Đúng không? Các bạn nhìn thấy không? 3/2 cộng căn 11 trên 2y. Đấy, vậy chúng ta có thầy là Z1 nó chính là bằng 3/2 cộng cho gì? Căn 11/2. Đúng không? Nhân y. Đấy, và đương nhiên Z2 của chúng ta nó chính là bằng 3/2 trừ căn của 11/2 nhân y. Đấy, ok chưa? Thì các bạn bấm bằng một phát là chúng ta sẽ suy ra ngay này. 3/2 trừ căn 11 chia 2y. Ok chưa? Bây giờ người ta có hỏi là nghiệm mà người ta hỏi là giá trị của thằng này. Thì các bạn có hai cách. Một là chúng ta sẽ bấm cho thầy như sau. Đây là gì đây? Các bạn có thể xem như nó là trị tuyệt đối cũng được. Đấy, trị tuyệt đối cũng được. Hoặc gọi là module cũng được. Các bạn bấm shift này và bấm hip này, các bạn nhìn thấy nút hip này chưa? HIP này. Đấy, rồi sau đó nhập cho thầy cái giá trị này vào. Nhưng mà trước khi nhập các bạn phải bấm mode 2 nhá. Mode 2 là số phức đây các bạn này.
chắc chắn là các bạn phải bấm được số phức là complex này đấy. Đó chính là chế độ số phức. Sau đó các bạn bấm nhập cho thầy cái Z1 và Z2 vào. Bao gồm như sau, bấm shift hip này, đúng không? Phân số này, 3 cộng với căn của 11 nhân y, đúng không? Y này và chia cho 2, được chưa? Đấy, và cộng cho shift hip tiếp. Đúng không? Phân số này, 3 trừ căn của mấy? 11, đúng không? Y và chia cho 2. Đấy, và đương nhiên chúng ta sẽ bấm một phát là nó sẽ ra kết quả luôn các bạn nhé. Nó chính là bằng 2 căn 5. Ok chưa? 2 căn 5 thì đó chính là đáp án A. Đấy, ok chưa? Trong máy tính là bấm được ngay mà. Trong máy tính của chúng ta tính được tất cả mọi cái liên quan đến trị tuyệt đối và module của một số phức. Ok chưa? Đấy, máy tính là chúng ta tính được hết. Không hiểu sao đề của bộ năm nay nó cho rất nhiều câu bấm được máy tính. Ok, câu số 22. Câu số 22 thì các bạn nhớ thấy cái bản chất của nó là hai mặt phẳng này này. Tính khoảng cách giữa mặt phẳng khi người ta cho các bạn là mặt phẳng P có phương trình như thế này và mặt phẳng Q có phương trình như thế này, thì các bạn phải nhìn vào cho thầy cái đầu tiên các bạn phải nhớ này, đập vào mắt của các bạn luôn, đó là hai mặt phẳng này nó đều có chung gì đây? Chung vector phát tuyến. Tức là các hệ số đứng trước x, đứng trước y và đứng trước z đó được gọi là vector phát tuyến của từng mặt phẳng. Ví dụ trong bài này thì NP của chúng ta được gọi là vector phát tuyến của mặt phẳng P nhá, thì nó có tổng là gì? Là 1 này, 2 và 2. Đấy. Đó được gọi là vector phát tuyến của chúng ta nhá. Tương tự mặt phẳng Q của chúng ta cũng thế. Đó chính là gì nhỉ? Đó chính là 1 2 2, tức là hai mặt phẳng này nó đều có chung vector phát tuyến thì chứng tỏ hai mặt phẳng này nó sẽ song song với nhau. Đấy, hai mặt phẳng này song song với nhau thì suy ra khoảng cách giữa hai mặt phẳng đấy thì nó chính là chúng ta có cách là gì nhỉ? Là bằng khoảng cách từ một điểm thuộc mặt phẳng đến mặt phẳng còn lại. Đấy, các bạn nhớ cho thầy nhá. Đây, hai mặt phẳng song song với nhau, các bạn có thể hiện tả nhá. Đây mặt phẳng P này, đây mặt phẳng Q này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Bây giờ muốn tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song này đúng không? Thì chúng ta chỉ cần lấy một điểm thuộc bất kỳ thuộc một mặt phẳng P. Ví dụ thầy gọi điểm này là điểm M đi. Đấy, rồi sau đó các bạn hạ vuông góc xuống cái này. Và chúng ta đi tính khoảng cách, có nghĩa là đi tính đoạn MH này các bạn này. Đúng không? Đấy, tính MH này, và trong máy tính của chúng ta có thể sử dụng Casio để chúng ta có thể giải được cho thầy máy tính bằng máy tính luôn nhá. Thì cách tính như sau, các bạn nhớ thầy dùng máy tính Casio này. Là chúng ta bấm này. Đấy, ok chưa? Ở trên là chúng ta bấm shift hip. Đấy, shift hip nhá. Shift hip có nghĩa là bản chất của nó là trị tuyệt đối trong phần số thực. Còn nếu như số liên quan đến số phức thì người ta gọi là module nhá. Đây là trị tuyệt đối. Của gì đây? Bây giờ các bạn có thể nhập cho thầy một trong hai phương trình mặt phẳng này vào. Một trong hai phương trình mặt phẳng này vào. Và nhớ rõ ràng là chúng ta có công thức này nhá. Công thức tính khoảng cách từ một điểm M đến một mặt phẳng P. Đấy, đã có công thức ở dưới rồi đúng không? Là bằng gì? Ở trên là trị tuyệt đối này. Ở dưới là dấu căn, đã có công thức rồi đúng không? Trị tuyệt đối của cái gì? AX0 cộng BY0 cộng CZ0 và cộng D. Đấy, đây chính là thay tọa độ điểm đấy vào phương trình mặt phẳng. Và dưới nó là căn bậc 2 của A bình cộng B bình và cộng C bình. Được chưa? Đây chính là chúng ta đã có sẵn công thức rồi nhá. Và khi chúng ta dùng máy tính thì chúng ta sẽ bấm thầy như sau. Đầu tiên các bạn nhập cho thầy như thế này. Ok, và sau đó chúng ta sẽ nhập cho thầy một trong hai phương trình mặt phẳng này vào. Các bạn thích nhập phương trình nào cũng được. Bây giờ thầy có thể nhập cho các bạn phương trình mặt phẳng Q, có nghĩa là X này, đúng không? Cộng 2Y này. Đấy, 2Y nhá. Cộng 2Z tức là cộng cho 2M này. Đấy, trừ đi 3 này. Và đương nhiên trên căn bậc 2 của gì? Các hệ số bình phương, tức là chúng ta nhớ thầy là căn bậc 2 của gì? Là 1 bình này, đúng không? Cộng 2 bình này và cộng cho 3 bình. Ok chưa? Đây bản chất của chúng ta đây chính là sử dụng công thức này nhá. ABC đó chính là độ dài vector phát tuyến. Đúng chưa? Sau đó các bạn bấm CALC, can cho thầy một giá trị bất kỳ vào. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ chúng ta phải cần phải tìm ra cho thầy một điểm thuộc mặt phẳng P nhá. Tìm ra cho thầy một điểm thuộc mặt phẳng P. Bây giờ các bạn có thể can cho thầy x bằng 0. Đấy, y bằng 0, tức là cho x bằng 0, y bằng 0, và các bạn sẽ tìm ra ngay z là bằng mấy? Là bằng 5, tức là điểm M đi là một điểm bất kỳ tọa độ 0 0 5. Là một điểm nó thuộc mặt phẳng P. Đấy, là một điểm thuộc mặt phẳng P, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ can cho thầy M bằng 5 vào thì bấm máy tính một phát là nó sẽ ra được ngay nhá. À, chỗ này là cộng cho mấy nhỉ? Cộng cho 2 bình nhá. Các bạn bấm lại cho thầy chỗ này là cộng cho 2 nhá. Thầy bấm máy tính sai. Đấy, 2 nhá. Đấy, can nhá. X bằng 0, Y bằng 0 và Z bằng 5. Đấy, các bạn bấm lại là bằng 7/3, được chưa? Thầy nhìn qua màn hình điện thoại nhá. Thầy nhìn qua màn hình điện thoại thì chúng ta sẽ nhắc thầy luôn. Đó là đáp án B. Ok chưa? Đấy, 2,5 nghìn bạn đang xem đây rồi. Ok. Tiếp tục. Việt Nam vô địch đúng không? Câu tiếp theo là câu số 23, là tập nghiệm của bất phương trình này đúng không? Chúng ta tương đương luôn, giải luôn nhá. Mấy cái này thực ra nó rất là dễ, bởi vì đường nào trên trường chúng ta vẫn học về phần loga này rồi mà, có gì đâu. 3 mũ này, x bình mà trừ cho 2x đúng không? Nó nhỏ hơn cái quái gì? 27 thì bằng 3 mũ 3. Đấy, đây là giải bất phương trình mũ, đúng không? Giải bất phương trình mũ thì chúng ta chú ý thầy thằng cơ số này này. Cơ số của chúng ta đang là cơ số 3,
tức là nó lớn không thì nó sẽ là cùng dấu. Đấy, cùng dấu thì có nghĩa là gì đây? Chỗ này các bạn nhìn thấy nhá, đều là cùng cơ số 3 cả đúng không? Thì các bạn có thể suy ra thầy cùng dấu có nghĩa là x bình trừ 2x của thầy nó phải nhỏ hơn 3. Đấy, và tương đương với gì? X bình này trừ 2x và trừ 3 phải gì? Nhỏ hơn 0. Đúng chưa? Nhỏ hơn 0 thì nó phải nằm trong khoảng đúng không? Thằng này có hai nghiệm này, các bạn tính ra có phải có hai nghiệm là x bằng mấy? A trừ B cộng C bằng 0 thì một nghiệm bằng trừ 1 và một nghiệm bằng 3. Đúng không? Thì cái này nó nhỏ hơn 0 thì nó nằm trong khoảng là trừ 1 trên 3. Trừ 1 trên 3 thì nó chắc chắn là đáp án C. Đấy, rất đơn giản đúng chưa? Là câu số 23. Câu số 24. Đấy, đây chính là một câu về ứng dụng của tích phân, tức là tính diện tích hình phẳng mà tính diện tích hình gạch chéo này các bạn này. Câu 24 các bạn đọc đề rồi nhá. Đây chiến đấu luôn cho các bạn như sau. Câu 24 là có công thức như sau. Cái phần này là phần tính diện tích, là nếu như người ta cho các bạn một đồ thị y bằng fx bất kỳ. Đấy, và một cái đồ thị y bằng gì? Là gx bất kỳ nhá. Hai đồ thị y bằng fx và y bằng gx. Nó giống như kiểu thế này các bạn này. Đây là phần lý thuyết rồi. Đây, nó giống như thế này. Đây là đồ thị y bằng fx đi. Đó, y bằng fx. Được chưa? Và một đồ thị khác nó giống như thế này. Đây chính là y bằng gx, hai đồ thị bất kỳ nhá. Đấy, và có hai đường thẳng là x bằng a và x bằng b. Đây là x bằng a đây. Đấy, và x bằng b đây, được chưa? Đó là có công thức. Và người ta yêu cầu tính diện tích của phần giới hạn bởi bốn cái đồ thị bao gồm có hai đồ thị y bằng và hai đường thẳng x bằng thì nó đã có công thức rồi. Và chúng ta sẽ có là diện tích là bằng tích phân từ a đến b. A đến b nó chính là cái thằng này nhá, là giới hạn bởi hai đường thẳng ấy. Của gì? Trị tuyệt đối của fx mà trừ cho gx. Đấy, ok chưa? Dx, đây là công thức rồi nhá. Và đương nhiên áp dụng công thức thì bài này nó chỉ mất tầm khoảng 3 đến 5 giây của các bạn thôi, không có hề khó nhá. Và chúng ta sẽ có thấy là fx người ta đã cho các bạn sẵn rồi nhá. Fx người ta đã cho sẵn các bạn này. Đây là thằng fx, đây là gx này, đúng không? Thì các bạn chỉ cần lắp vào cho thầy công thức là diện tích bằng tích phân từ a đến b. A bài này thì người ta sẽ hỏi đó là giao điểm của hai cái thằng này rồi nhá, là x bằng trừ 1 và x bằng 2, tức là tích phân từ trừ 1 cho đến 2. Đấy, ok chưa? Trị tuyệt đối của hai thằng này trừ nhau, tức là chúng ta có x bình trừ 2x trừ 1, đúng không? Và trừ đi cái thằng này gì? Trừ x bình và cộng 3, tất cả đóng ngoặc lại dx nhá. À, đóng trị tuyệt đối lại dx. Đấy, đây là công thức. Được chưa? Được chưa? Rồi sau đó thì làm cái gì? Chúng ta có thể phá ngoặc ra. Đấy, các bạn có thể hiểu cho thầy rằng là bây giờ nếu phá ngoặc ra thì nó là bằng gì? Nó chính là bằng tích phân từ trừ 1 cho đến 2 của gì? Trị tuyệt đối này, x bình và trừ trừ nó thành cộng, đúng không? Là 2x bình này. Đấy, được chưa? Trừ 2x này, đúng không? Và trừ mấy nhá? Trừ 1 với cả trừ 3 là bằng trừ 4, đúng không? Là dx. Ok chưa? Nhưng mà bây giờ các bạn hiểu cho thầy như sau, là chúng ta nhìn bằng mắt thường, các bạn quan sát thầy bằng mắt này. Bằng mắt nhá, là chúng ta thấy cho thầy này, cái đồ thị nếu như xét trong khoảng từ trừ 1 cho đến 2. Đấy, ok chưa? Xét trong khoảng từ trừ 1 đến 2 thì toàn bộ cái phần đồ thị của hàm số này này đều lớn hơn đồ thị của hàm số này. Tức là gì? Thằng nào lớn hơn thì suy ra khi trị tuyệt đối thì nó phải là nếu như ra dương thì chúng ta phải giữ nguyên, nếu như ra âm thì chúng ta phải đổi lại dấu. Đấy, và rõ ràng bài này thì chúng ta đang lấy thằng này x bình trừ 2x trừ 1 mà trừ thằng này. Đúng chưa? Ok, thì chúng ta phải đảo lại dấu. Đảo lại dấu có nghĩa là nó sẽ là đáp án nào các bạn nhỉ? 24 của chúng ta chắc chắn đó là đáp án D nhá. Đảo lại dấu cho nó dương. Đấy, bởi vì thằng này nó lớn hơn thì phải lấy cái này trừ cái này mà, đúng không? Đấy, thì đó chính là đáp án D nhá. Cái này thì hôm sau mà các bạn mà học được đến phần lý thuyết cái phần này thì nó thật sự mà nó rất là nhạt luôn. Ok. Đảo lại dấu mà, đảo lại dấu. Nếu như đảo lại dấu có nghĩa là nó sẽ làm như thế nào? Nó sẽ phá ra nhá, phá trị tuyệt đối ra thì nó là bằng tích phân từ trừ 1 đến 2, đúng không? Là chúng ta có này, trừ 2x bình này, đúng không? Chỗ này là trừ 2x bình nhá, đảo lại dấu mà. Cộng cho 2x này, và cộng cho 4, đóng ngoặc lại, dx này. Đấy. Ok chưa? Câu số 24. Câu tiếp theo là câu số 25. À, cho khối nón có độ dài đường sinh bằng 2A và bán kính đáy bằng A, tính thể tích khối nón. Bài này thậm chí là nếu như bạn làm nhanh thì không cần vẽ hình đâu. Đấy, chúng ta vẽ thầy một khối nón bình thường thôi nhá. Đấy, ok chưa? Ok, đấy, được chưa? Đường sinh nó là gì? Đây có thể là gọi SAB đi. Và điểm O là tâm. Đúng chưa? Đường sinh của chúng ta đó chính là gì? Là 2A, tức là SB hoặc SA là 2A nhá. Đấy, các bạn nhìn rõ nhá. Bán kính đáy bằng A, tức là OB hoặc OA. Đấy, thằng này bằng A này. Đấy, được chưa? Và chúng ta muốn tính thể tích của nó thì bắt buộc các bạn phải tính cho thầy SO ra, tức là chúng ta đi tính chiều cao. Và chúng ta luôn luôn có một cái tam giác SOB, nó là vuông tại O. Và thầy sẽ có rằng là công thức như sau, là H nhá, H tức là SO ấy, là bằng căn bậc 2 của gì? SB bình, đúng không? Và trừ cho gì? OB bình. Đấy, và chúng ta có thể nhẩm luôn cho thầy là bằng 2A bình mà trừ cho A bình, đúng không? Là 4A bình trừ A bình là bằng A căn mà. Đấy.
A căn 3 được chưa? Là đó chính là chiều cao, và đương nhiên chúng ta sẽ có thầy là công thức tính thể tích của khối nón nhá. Là bằng gì? V nón bằng 1/3 diện tích đáy mà nhân cho nhân chiều cao đúng không? Thì bằng 1/3 này. À, diện tích đáy ở đây nó chính là gì đây? Là bằng pi nhân r bình nhá. Pi này nhân r bình thì nó chính là nhân a bình luôn, và nhân cho h là nhân chiều cao là nhân a căn 3. Ok chưa? Vậy nó chính là bằng pi a mũ 3 gì nhỉ? Căn 3 trên 3. Thì đó là đáp án nào nhỉ? 25 chắc chắn đó là đáp án A, được chưa? Pi a mũ 3 căn 3 trên 3. À, rất đơn giản. Ok chưa? Tiếp tục câu số 26. Ôi giời, câu 26 là một bài liên quan đến bảng biến thiên. Là người ta cho các bạn một bảng biến thiên như hình vẽ. Đấy. Ok. Bây giờ người ta hỏi là tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị này. À, tức là bài này nó phải dùng về kỹ năng chúng ta đọc đồ thị. Và bài này thì nếu như ông nào mà đã làm được rồi thì nó không bao giờ gọi là một chút nào gọi là mảy may cả, đúng không? Chúng ta quan sát thầy đồ thị thôi, hoặc là quan sát bảng biến thiên chúng ta suy ra ngay mà. Là gì? Âm vô cùng thì là 2. Vậy chứng tỏ thằng này là đường tiệm cận ngang này. Chắc chắn là đường thẳng này y bằng 2 nó là một tiệm cận ngang rồi, đúng không? Tiếp tục x bằng 1 trừ thì nó lại dùng vô cùng. Vậy chứng tỏ x bằng 1 nó là tiệm cận đứng này. Đấy, được chưa? Và tương tự đó chính là chỗ này, x tiến tới dương vô cùng thì y bằng 5, vậy chứng tỏ y bằng 5 nó là tiệm cận ngang. Đấy, vậy chúng ta sẽ có hai đường tiệm cận ngang, đó là y bằng 2 và y bằng 5. Đấy, hai đường tiệm cận ngang, được chưa? Y bằng 2 và y bằng 5, và một đường tiệm cận đứng là x bằng 1. Nhìn thấy chưa? Rất rõ đúng không? Vậy đó chắc chắn đó là đáp án C. Ba đường tiệm cận tất cả. Ba đường tiệm cận tất cả, được chưa? 26 là đáp án C. Rất đơn giản đúng không? Câu số 27, đấy, câu số 27. Cho khối chóp tứ giác đều. Các bạn nhớ thầy là khối chóp tứ giác đều nhá. Tứ giác đều thì có nghĩa đáy của nó là gì nhỉ? Là một hình vuông đúng không? Đấy, các bạn có thể vẽ ra phác họa ra nhá. Bạn nào nhớ công thức bài này thì là quá tuyệt vời luôn, đúng không? Đỡ phải làm. Đấy, ốp công thức vào các bạn sẽ chiến đấu luôn. Đấy, nhưng mà bây giờ thì thầy sẽ làm theo trong trường hợp cho các bạn rằng là không cần có kiến thức luôn, không còn nhớ công thức luôn nhá. Bài này thì bài dễ mà các bạn không mất nhất thiết là phải nhớ công thức đâu nhá. Có tất cả cạnh bằng a, tất cả cạnh bằng a thì có nghĩa là các bạn phải chú ý thầy này. Đây là khối chóp tứ giác đều đúng không? Thì đáy của nó là hình vuông. Khẳng định luôn cho thầy nhá, là đáy của nó hình vuông có cạnh bằng 2a, và cạnh bên của chúng ta cũng là bằng 2a. Đấy, bây giờ người ta bảo tính thể tích của khối chóp đúng không? Thì các bạn phải nhớ thầy là phải tính ra chiều cao, đó chính là thằng này này. Đấy, có thể gọi S này, O này. Đấy, và thằng này các bạn phải kẻ vuông góc này đúng không? Đấy, tạo ra cho thầy một cái tam giác vuông thì chúng ta mới tính được ra chiều cao của nó. Đây, thầy gọi đây là điểm H đi, hoặc điểm Y cũng nó được. Ok chưa? Tam giác SOE nó chắc chắn là vuông tại O rồi các bạn ạ. Tam giác SOE nó là chắc chắn vuông tại O. Và chúng ta đều tính được ra luôn, đúng không? Là OI nó chính là bằng gì? OI bằng một nửa của thằng này, cạnh của hình vuông, tức là bằng A. Đấy, được chưa? OI chắc chắn một nửa của cạnh hình vuông nó chính là bằng A. Tiếp tục, là gì? SI của chúng ta, các bạn nhớ tính SI chúng ta tính rất nhanh nhá. Tất cả các cạnh đều bằng 2A, thì chứng tỏ tam giác S thằng này, đây thầy có thể gọi đây là điểm A, B, C, D đi nhá. A, B, C, D, thì các bạn chú ý thầy này. Tam giác SCD nó là tam giác gì? Nó có phải là tam giác đều không? Đều thì suy ra SI của chúng ta nó chính là bằng gì? Một cạnh và nhân căn 3 trên 2, đúng không? Một cạnh ở đây là bằng 2A, và nhân căn 3 chia cho 2 thì nó chính là bằng gì? Là bằng A căn 3. Đấy, đó chính là SI nhá, là bằng A căn 3, thì viết vào đây luôn này. Đấy, được chưa? Và từ đấy chúng ta có thể suy ra được cho thầy là gì nhỉ? Là thằng SO của chúng ta nó chính là bằng gì? Là bằng A căn 2, đúng không? A căn 2 các bạn thử bình phương đi, dùng Pythagore đảo là các bạn suy ra ngay mà. 2A bình cộng A bình có phải bằng 3A bình không? Đấy, vậy chúng ta sẽ tìm ra chiều cao của nó chính là bằng A căn 2. Và sau khi tìm được chiều cao rồi thì suy ra các bạn nhớ thầy rằng là V của khối chóp đúng không? Bằng 1/3 diện tích đáy mà nhân chiều cao. Đấy, ok chưa? Thế bây giờ chả nhẽ bây giờ mấy cái bài này mà bây giờ các bạn không tính được ra OI bằng A nữa à? Đấy, không biết là hình chóp này là hình chóp tứ giác đều thì đáy của nó hình vuông nữa thì là thất rồi, thất bại rồi đúng không? Đấy, 1/3 này, diện tích đáy đó chính là bằng 2A tất cả bình là bằng 4A bình luôn nhá. Và nhân cho H ở đây là nhân cho A căn 2. Đấy, vậy thầy sẽ có là bằng 4A mũ 3 căn 2 chia 3, đúng không? Đúng không các bạn nhỉ? Thì đó là đáp án gì các bạn nhỉ? Câu số 27, đó chắc chắn là đáp án gì các bạn? Đó là A, được chưa? 4 căn 2 A mũ 3 trên 3, xong chưa? Đấy, Pythagore tam giác không nhanh hơn hả thầy? Được mà, nói chung cách nào thì cũng được. Mà thầy đang cố gắng là giảm nhanh nhất có thể rồi đấy, được chưa? Đấy, một số bài các bạn nhìn thấy là mới đến câu chưa đến câu 30 mà các bạn đang hơi xoắn là các bạn đang phải xem lại rồi. Ok chưa? Bạn nào muốn nhận file PDF có đáp án và lời giải chi tiết thì tí nữa sau buổi livestream này thì thầy sẽ gửi cho các bạn nhá. Chúng ta chỉ cần kích vào đường link ở phía trên thôi. Đã có đường link ở phía trên cho tất cả các bạn rồi nhá. Ok chưa?
Đấy, hôm nay chúng ta phải khô máu luôn nhá. Không đi bão gì đến có hơn 2.000 bạn đang xem đây rồi, yên tâm nhá. Đấy. Bạn nào làm ra đáp án nào rồi thì chúng ta có thể là xử lý luôn cho thầy nhá. Sao thầy thầy không live stream trên YouTube nhỉ? À, được mà, nói chung là lâu lâu đổi không khí tí cho vui thôi. Đấy, lâu lâu đổi không khí tí cho vui thôi nha. Các bạn sẽ thấy rằng là những câu hay ho nó nằm ở phía sau rất nhiều. Nếu bạn nào mà đang yếu một tí thì các bạn sẽ rất là bỡ ngỡ nhá. Câu tiếp theo là câu số 27. Làm thế này là ôn luôn nhá. Câu này thật sự mà nói là rất là nhạt luôn. Ông nào mà dùng máy tính Casio bài này là gọi là nói luôn, nói thẳng luôn nhá. Ông nào mà sử dụng máy tính Casio đối với bài này là ông cực kỳ gà luôn. Đấy, cực kỳ gà luôn. Thế vì sao thế? Bởi vì chúng ta đã có sẵn công thức rồi nhá. Là loga theo cơ số A của B đúng không? Mà đạo hàm thì bằng gì? Bằng B phẩy chia cho B nhân len A. Đấy, ok chưa? Đây là công thức tính đạo hàm của loga. B phẩy chia cho B len A. Ok chưa? Thì chúng ta có thể này, B phẩy nó chính là cái gì? Nó chính là bằng đạo hàm thằng này luôn. Đấy, chúng ta có làm từ tốn chậm rãi thôi nhá. Đây, thằng x bình trừ 2x này là ngu thì vẫn biết nó là B mà. Thằng này nó chính là gì? Là A này, A bằng 2 này, đúng không? Và B của chúng ta đó chính là x bình trừ 2x. Đấy. Ok chưa? Vậy chúng ta có B phẩy nó chính là bằng 2x đúng không? Và trừ cho 2 và trên cho B len A nó chính là x bình trừ 2x và nhân cho gì? Nhân cho len 2 được đấy. Các bạn nhìn thấy rất nhanh không? Nếu như các bạn nhớ công thức thì nó cực kỳ đơn giản luôn đúng không? 2x trừ 2 trên x bình trừ 2x nhân len 2 thì đó chắc chắn đó là đáp án gì các bạn nhỉ? Nó chắc chắn đó là đáp án D đúng không các bạn nhỉ? 28 xong chưa? Nhìn thấy chưa? Rõ chưa? Đấy, đó là đáp án D. Đấy, rất đơn giản thôi. Tiếp theo là câu số 29. Câu số 29 nhá. Bây giờ nó khó dần lên rồi đấy. Nó khó dần lên rồi, nó bắt đầu hay dần lên rồi đấy các bạn nhá. Đấy, nó khó dần lên rồi đấy. Tiếp tục câu 29. À, người ta đã cho các bạn một bảng biến thiên như thế này nhá. Đây là rõ ràng đây là bảng biến thiên của thằng hàm số y bằng fx. Hỏi phương trình này có bao nhiêu nghiệm? Số nghiệm thực nhá. Nghiệm thực này các bạn chẳng cần quan tâm đâu. Đấy, nó tóm lại nghiệm thực là nghiệm thật. Đấy, nó cho nó dễ hiểu. Nghiệm thực có nghĩa là nghiệm thật. Đấy, nó không ảo là được bởi vì lên lớp 12 của chúng ta học cả nghiệm phức cơ mà. Có nghĩa là có cả nghiệm ảo nữa thì các bạn chú ý là nghiệm thực là được. Đấy chưa? Đây rõ ràng là bài toán về tương giao thì các bạn chỉ cần chú ý cho thầy rằng là 2 nhân fx cộng 3 bằng 0 thì các bạn chỉ cần chuyển vế đổi dấu chúng ta sẽ suy ra cho thầy fx nó chính là bằng gì? Là bằng -3/2, đúng không? Tức là bằng -1.5. Đấy, được chưa? Số nghiệm của phương trình này nó chính là số giao điểm của hai đồ thị, một đồ thị là đường đồ thị của y bằng fx và một đồ thị khác đó chính là y bằng -1.5. Đấy, ok chưa? Thì các bạn nhìn vào đồ thị này các bạn sẽ xem luôn. Đây là -2, đây là 1 đúng không? Thì -1.5 nó phải nằm ở đây các bạn này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây chính là đường thẳng y bằng -1.5 đây. Ok chưa? Thì chúng ta nhìn vào đồ thị đấy các bạn nhìn thấy là nó cắt tại mấy điểm đây? Nhìn bằng mắt thường thôi. Các bạn nhìn thấy mấy điểm đây? 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm và 4 điểm. Đúng chưa? Đấy, 4 điểm thì chắc chắn là đáp án A. Đấy. Ok chưa? X bằng 4 điểm, được chưa? Có 4 điểm, chắc chắn là câu 29 đó là đáp án A. Xong chưa? Đấy, 29 được chưa? Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang nhá, tiếp tục nhá. Đấy, câu về bài toán tương giao nó chỉ có nhìn mắt thường thôi mà. 4 nghiệm. Câu 30 thì câu này là vẽ hình ra thì chúng ta sẽ suy ra ngay nhá. À, các bạn vẽ cho thầy một cái hình lập phương ra, nếu ông nào mà vẽ được nhanh, ông khỏe thì ông vẽ to, khỏe thì vẽ to vẽ đẹp nhá. Còn bây giờ thầy yếu thì thầy vẽ bé tí thôi. Đấy, vẽ bé bé này thôi, đủ nhìn là được. Bởi bài này là bài chắc chắn là nó nằm dưới câu 30 thì các bạn tự tin lên nhá. Đấy, vẽ hình ra chúng ta nhìn thấy luôn, thằng này là cũng là nhìn bằng mắt thường luôn. Đấy, đây. Được chưa? Nhìn vẽ hình bé thôi, cần gì phải vẽ to làm gì? A, B này, đúng không? Rồi CD này, A phẩy này, B phẩy, C phẩy và D phẩy. Đấy, thế bây giờ người ta hỏi là gì đây? Góc giữa hai mặt phẳng. A phẩy, B phẩy, CD, A phẩy, B phẩy, CD và A, B, C phẩy, D phẩy. Đó chính là góc giữa hai mặt phẳng chéo. Đấy, và chúng ta hiểu rằng là khi mà người ta cho hình lập phương thì suy ra hai hình chéo này này, hai đường chéo bao gồm có AD phẩy và A phẩy D của chúng ta đều là vuông góc với nhau, đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy hình vấn đề chưa? Bài này nó chỉ mất tầm 3 đến 5 giây thôi, nhìn hình là biết ngay. Đừng có vẽ là quá lằng nhằng, là vẽ là to đẹp làm gì cả. Đúng chưa? Đấy, rất đơn giản thôi đúng không các bạn nhỉ? Thì đó chắc chắn đó là đáp án D, nó vuông góc với nhau các bạn nhá. Vuông góc hai mặt phẳng này gọi là hai mặt phẳng chéo của hình lập phương, hay còn gọi là giống như kiểu hai mặt phẳng đối xứng ấy, mặt phẳng đối xứng ấy của hình lập phương. Được chưa? Thì nhìn vào cái là chúng ta biết ngay là nó là vuông góc với nhau, chả cần phải chứng minh. Nhưng mà hình hộp chữ nhật thì không được, mà hình lập phương thì chắc chắn được. Lưu ý nhá. Ok, đấy. Xong nhá, câu 31 như sau. Câu 31, ok chưa? Tổng tất cả các nghiệm của hình của phương trình này là gì? Đấy, tổng tất cả nghiệm của phương trình này là gì? Tổng nhá, tính tổng. Ok, thế bây giờ chúng ta phải làm gì? Giải một phương trình này nhá, thì chúng ta phải chú ý này. Đây, thầy ghi lại đề các bạn này. Loga theo cơ số 3 của gì? 7 trừ cho 3 mũ x, đúng không? Bằng với
2 trừ x đúng không? Đấy, thì giải phương trình này là một giải phương trình một cái loga. Thì đầu tiên chúng ta phải có cái điều kiện của nó là 7 trừ 3 mũ x là phải gì? Là phải lớn không? Đúng không? 7 trừ 3 mũ x lớn không rồi là phải có điều kiện của loga. Sau đó thì các bạn mũ nó lên luôn cho thầy. Nó là bằng gì? Là 7 trừ đi 3 mũ x thì nó chính là bằng 3 mũ của gì? Là 2 trừ đi x. Đấy, mũ chéo lên, mũ chéo thằng này lên các bạn này. Đúng không? Mũ chéo thằng này lên. Thì ta có thầy như sau, giải tương đương tiếp nhá. Là 7 trừ 3 mũ x, cứ các bạn cứ để nguyên thế là lớn không. Đấy. Ok chưa? Tiếp tục là gì đây? Các bạn nhớ thầy này, 7 trừ đi 3 mũ x cứ để nguyên như thế. Và 3 mũ 2 trừ x thì là bằng gì? 3 mũ 2 trừ x thì có nghĩa là bằng 3 mũ 2 chia 3 mũ x, tức là bằng 9 chia cho 3 mũ x. Đấy. Ok chưa? Và đương nhiên thằng này thì các bạn giải rất là đơn giản này. Thằng này giải rất đơn giản thì các bạn chỉ cần đặt cho thầy 3 mũ x bằng t là chúng ta có thể quy đồng lên, chuyển về đổi dấu là chúng ta tìm mặt t thôi. Đấy, ok chưa? Ok. Bây giờ chúng ta có thể giải cho thầy nhá. Đó, tương đương nhá. Nếu như ông nào mà giải được nhanh, chúng ta có thể là đặt 3 mũ x bằng t thì thầy có là 7 trừ t đúng không? Bằng 9 chia t. Đấy, với điều kiện là t của chúng ta là bằng 3 mũ x và t phải lớn không? Được chưa? T phải lớn không thì nhá. Và sau đó các bạn sẽ nhân chéo chuyển về đổi dấu thì sẽ có là bằng trừ t bình đúng không? Cộng 7 t và trừ 9 bằng 0. Đấy, các bạn bấm máy tính cho thầy nhá. Chúng ta có này. 153 đi, 153 trừ 1 bằng này, 7 bằng này và trừ 9 bằng, được chưa? Đấy, ta bấm xem nó có mấy nghiệm nhá. 7 cộng căn 13 trên 2 đúng không? T của chúng ta là bằng 7 cộng với căn 13 mà chia cho 2, đúng không các bạn nhỉ? Được chưa? Và một cái nữa là bằng 7 trừ căn 13 trên 2 thôi. T1 này và T2 bằng 7 trừ căn 13 mà chia cho 2. Đấy, ok chưa? Ok, vậy chúng ta phải chú ý thầy là xem là như thế nào nhá, xem là thằng này là âm hay dương. Tất cả hai nghiệm này nó đều là nghiệm dương hết, đúng chưa? Hai nghiệm này là đều là nghiệm dương, nhưng các bạn phải chú ý cho thầy là bài này người ta hỏi tổng tất cả các nghiệm. Tổng tất cả các nghiệm thì các bạn phải hiểu rằng là nó là x1 cộng với x2. Đấy, x1 cộng với x2. Đúng chưa? Hai nghiệm này sau khi các bạn tìm ra thì các bạn phải đối chiếu điều kiện nhé. Tức là gì? Là chắc chắn là nếu như thay vào điều kiện trên thì nó vẫn là nhỏ hơn 7. Đấy, không tin các bạn kiểm tra lại thằng này nhá. Đó là cái này này. Nó nhỏ hơn 7 chưa? Chắc chắn là thỏa mãn rồi. Đúng không? X1 cộng x2 nó bằng bao nhiêu? Đúng là đề bài hỏi thằng này đúng không? Và các bạn hiểu x1 cộng x2 nó sẽ đẻ ra từ cái phương trình đó là T1 và nhân cho T2. Đấy, trong đó T1 nó chính là gì? Là bằng là 3 mũ x1 nhân cho 3 mũ x2 thì có phải là bằng gì? Nó chính là bằng cái của chúng ta cần hỏi luôn, đúng không? 3 mũ x1 nhân 3 mũ x2 nó chính là bằng T1 nhân T2 là bằng C nhân A. Tích hai nghiệm là bằng C nhân A. Tức là bằng gì? Trừ 7, trừ 9 chia trừ 1 là bằng 9 luôn. Đấy, ok chưa? Vậy chúng ta có 3 mũ x1 và nhân 3 mũ x2 mà bằng 9. Và tương đương với gì? 3 mũ x1 nhân 3 mũ x2 là 3 mũ x1 cộng x2 luôn này. Đấy, đúng không? Thì bằng 9. Vậy chúng ta có luôn cho thầy x1 cộng x2 thì chắc chắn là bằng mấy? Là bằng 2. Đấy, được chưa? X1 cộng x2 nó chỉ là bằng 2. Vậy chắc chắn là bằng A. Và đương nhiên bài này chúng ta nhìn ngay luôn cho thầy rằng là nó là dùng VS. Đấy, được chưa? Bài này cực kỳ quen thuộc luôn, là dùng VS là điều chắc chắn. Ok chưa? Câu số 31. Tiếp tục câu số 32. Câu số 32. Casio thì thực ra thì bài này cũng có thể làm được, nhưng mà Casio thì máy VN nó dò rất lâu. Bài này không nhất thiết phải dùng Casio lâu. Casio thì tí nữa chúng ta sẽ có cho thầy là một số cái bài mà nó rất hay ho, chúng ta sẽ tìm ra cho thầy nhá. Câu số 32. Được chưa? Cho một khối đồ chơi có khối trụ hình 1, đây là thằng H1 các bạn này. Đấy, thằng này là thằng H2. Được chưa? Thằng này là thằng H1 và thằng này là thằng H2. Ok chưa? Bây giờ người ta hỏi là gì đây? Biết rằng thể tích của toàn bộ khối đồ chơi là bằng 30 cm khối, tức là thể tích của thằng H1 cộng thể tích của thằng H2 là bằng 30 cm khối. Đúng không? Thì bây giờ các bạn phải chú ý thầy các điều kiện bài này người ta cho nhá. Là gì? R1 là bằng 1/2, R2 bằng 1/2 R1 và H2 lại bằng 2 lần H1. Và người ta hỏi tính thể tích của khối H1 đúng không? Thì bài này các bạn nhớ bắt buộc là phải nhớ công thức tìm thể tích của khối trụ. Vậy V trụ là bằng gì? V trụ của chúng ta là bằng gì? Là bằng diện tích đáy mà nhân chiều cao đúng không? Mà diện tích đáy của chúng ta là bằng gì? Là bằng pi nhân R bình và nhân H. Đấy. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ có thầy là hình H1 này này, nó có phải là bằng pi nhân cho R1 bình và nhân H1 đúng không? Đấy. Và thằng hình H2 này có phải là bằng pi nhân R2 bình và nhân H2, đúng chưa? Ok chưa? Vậy đề bài người ta bảo là tổng hai cái thằng này nó lại bằng 30 cm. Vậy thầy sẽ có là H1 cộng với H2 nó chính là bằng 30 cm. Đấy. Được chưa? Chúng ta có H1 các bạn có thể giữ nguyên cho thầy cũng được. H1 các bạn có thể giữ nguyên toàn bộ luôn cũng được. H1 giữ nguyên này nhá. Mà cộng cho thằng H2 các bạn chú ý cho thầy là phân tích dựa vào đề bài người ta cho.
phân tích dựa vào đề bài người ta cho, đó chính là gì đây? R2 bằng 1/2 R1 thì các bạn thay thế cho thầy luôn nhé. Bình phương lên chúng ta có pi nhân cho R2 bình thì có phải là bằng R1 bình chia 4 đúng không? R1 bình này chia 4 này. Đấy, thay thế vào thôi. H2 là bằng 2H1, có nghĩa là gì đây? Là nhân cho 2 lần H1. Đấy, và rõ ràng thằng này nó bằng gì? 2 với 4 là bằng 2, có nghĩa là bằng 1/2 pi nhân R1 bình và nhân H1 đúng không? Và thằng này nó chính là gì? Nó chính là thể tích của thằng H1 luôn. Đấy. Được chưa? Tức là H2 bằng 1/2 H1 thì cộng cho thầy này, chỗ này là cộng cho 1/2 H1 thì nó bằng 30, đúng không? cm. Và từ đây chúng ta sẽ suy ra thầy H1 bằng bao nhiêu nhỉ? 30 x 2 là bằng bao nhiêu? 6, đúng không? 3/2 mà. 3/2 lấy 30, cái này mà 30 x 2 là bằng 60, 60 chia cho 3 thì có phải bằng 20 không? cm khối, đúng không? Thì đó là đáp án C. Đấy. Ok chưa? Bài này người bảo là H1 ở dưới à? Xếp chồng lên nhau, lần lượt có đáy, lần lượt là R1, R2 thỏa mãn là như thế này. Ok, tức là rõ ràng bài này nếu như H1 tính ra rồi, nếu như H2 nó nằm trên, H1 nó nằm dưới đúng không? Thì đó là đáp án D thôi. Đấy, bởi vì tổng là bằng 30 cm khối mà. Đúng chưa? Đảo chỗ à? Đảo chỗ thì các bạn sẽ tính ra thầy một cái là bằng 20 thì cái còn lại bằng 10 thôi. Lộn hình rồi à? R2 bằng 1/2. À đúng rồi, chính xác. Ok, xin lỗi các bạn nhá. Đấy, chỗ này là R2 đúng không? R2 bằng 1/2 R1 thì chúng ta phải hiểu là hình 2 nó nằm trên đúng không? Hình 2 nó nằm trên bởi vì nó nhỏ hơn mà, đúng không? Chính xác. Hình 1 nó nằm ở dưới. Ok nhá. Thì chúng ta tính ra thằng H1 là bằng bao nhiêu rồi nhỉ? Lúc nãy H1 bằng 30 thì suy ra là H2 bằng 10 thôi đúng không các bạn nhỉ? Lộn hình rồi, vẫn ra 20 à? À ok, nói chung là cái này thì các bạn không cần phải quan trọng cái hình này đâu. À nó vẫn ra 20 bởi vì nó chỉ có nhìn vào cái thằng điều kiện này thôi mà. Có vấn đề gì đâu đúng không? Hình này nó không quan trọng. Hình này không quan trọng đâu. Đấy chưa? Hình này không quan trọng mà các bạn chỉ cần nhìn vào công thức này thôi. Đó chính là đáp án C nhá. Cái này là đáp án C các bạn nhá. Ok. Nhiều bạn comment làm thầy lại tưởng là nó như thế nào. Úi giời ơi. Tiếp theo, câu số 33. Câu 33 nhá. Tìm nguyên hàm của thằng này. Đấy, tìm nguyên hàm của thằng này đúng không? Thì các bạn có thể sử dụng máy tính Casio để chúng ta tính được bài này. Tất cả mọi bài toán nguyên hàm thì chúng ta vẫn có thể tính được các em ạ. Vẫn sử dụng máy tính Casio bình thường. Nhưng nếu như các bạn mà học bài này rồi thì chúng ta tính rất nhanh. Là nguyên hàm của thằng này là gì nhỉ? 4x đúng không? Đấy, 4x này nhân cho 1 cộng ln x. Đấy, dx. Được chưa? Ok chưa? 4x nhân cho 1 cộng ln x dx. Bài này lúc nãy là gì? Bài này thực ra thì thầy nói lại một lần nữa nhá, là hình nó là nó không quan trọng đâu, mà nó chỉ có dựa vào thằng này thế này. Đấy, dựa vào dữ kiện này chúng ta tìm ra thằng H1 là được ngay mà, có gì đâu, đúng không? Đấy, thì cái này các bạn có thể dùng phương pháp là nguyên hàm từng phần cũng được, đúng không? Nguyên hàm từng phần chúng ta vẫn có thể là ra được ngay. Ok. Tức là trong Facebook này thực ra thì nó rất là giật lag, có nghĩa là lúc mà các bạn comment ấy thì tầm khoảng 1 đến 2 phút sau thì thầy mới có thể nhận được cơ. Đấy, cái này các bạn có thể tách ra thành hai cái nhá. Cái hai cái đây nó chính là gì đây? Đặt UDV thôi đúng không? Nhất lô nhì đa tam lượng tứ mũ. Cái này các bạn có thể xử lý rất nhanh. Đó chính là chúng ta phải dùng phương pháp là gì nhỉ? Nguyên hàm từng phần. Đấy, từng phần nhá. Đấy. Nếu như bạn nào mà đã học thằng này rồi thì các bạn sẽ suy ra ngay là phương pháp từng phần chúng ta sẽ suy ra ngay. Đó chính là gì nhỉ? Chúng ta phải đặt đúng không? Đặt U và đặt DV. Đấy. Nhất lô nhì đa tam lượng tứ mũ thì chúng ta đặt U nó chính là bằng 1 cộng cho ln x. Đấy, đặt U nó chính là 1 cộng ln x. Và DV của chúng ta là bằng 4x và nhân cho dx, được chưa? Đấy, và đương nhiên thì các bạn sẽ tính ra thôi. DU nó chính là bằng đạo hàm của nó, đúng không? Tức là bằng 1 trên x này, nhân dx. Còn V của chúng ta bằng nguyên hàm của nó chính là bằng gì nhỉ? 4 nhân x bình trên 2, tức là bằng 2x bình luôn. Cái này nếu như chúng ta đã học rồi thì các bạn sẽ làm rất nhanh nhá. Nếu như mà chúng ta đã học rồi thì chúng ta sẽ làm rất nhanh. Đấy, ok chưa? Thì chúng ta có chú thầy như sau, đây là có công thức là nguyên hàm của U nhân DV, đúng không? Thì bằng U nhân V trừ cho VDU. Đấy, công thức chúng ta lắp vào thầy nhá. U nhân V, U đây rồi, là 1 cộng ln x các bạn này. 1 cộng ln x nhá. Nhân cho V, tức là nhân cho 2x bình này. Đấy, U nhân V nhá. Và gì nhỉ? Trừ cho VDU, tức là trừ cho 2x bình nhân 1 trên x và dx, được chưa? Chúng ta có thấy thằng này các bạn pha ra đầy đủ luôn nhá. Một các bạn giữ nguyên cũng được, 1 cộng ln x này nhân 2x bình này đúng không? Và trừ cho gì đây? Là trừ cho nguyên hàm của 2 nhân x dx, được chưa? Và chúng ta có là 1 cộng với ln x này và nhân cho gì?
2x bình này, và chỗ này cộng luôn nhá, trừ luôn cho thầy cũng được. 2 nhân x bình trên 2 thì cũng nó cũng chính là bằng x bình luôn. Ok chưa? Đấy, và đương nhiên kết quả chúng ta lúc nào phải cộng C là họ nguyên hàm, đúng không? Họ nguyên hàm. Và đương nhiên chúng ta có thể là đặt nhân tử chung, chúng ta làm cho nó nhanh cũng được. Được chưa? Vậy đáp án nào các bạn nhỉ? Đặt x bình ra ngoài làm nhân tử chung này, trong ngoặc sẽ còn lại là gì đây? 2 nhân cho ln x, đúng không? Và trừ cho 1, đúng không? 2 nhân ln x trừ 1 cộng C. Ok chưa? X bình nhân 2 ln x trừ 1 cộng C. Đó là đáp án nào các bạn nhỉ? À đây dấu cộng mà nhỉ? Câu 33 đó là đáp án nào các bạn ơi? U nhân V trừ V đều. Chỉ bấm máy thôi à? À chỗ này cộng 1 các bạn nhé, cộng 1 nhé, xin lỗi, 2 trừ 1 mà, đúng không các bạn nhé? Ok chưa, đó là đáp án D nhá. Nếu như bạn nào muốn bấm máy thì thầy sẽ dạy các bạn bấm máy luôn, đúng không? Nhất lô nhì đa tam lượng tứ mũ là cách để chúng ta dùng cái nguyên hàm thực phần, nếu các bạn chưa học đến đâu. Các bạn rất nhiều bài chúng ta chưa học đến, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dạy cho các bạn về cái bài về liên quan đến Casio nhá. Bảo thôi, học hành gì giờ này, ôi giời, phải học chứ các em. Bây giờ nào, tiếp tục nào, bây giờ chúng ta sẽ dạy Casio luôn này. Có dạy Casio các bạn luôn nhá. Đầu tiên là câu số 36 này, đấy, câu số 36 nhá. Để dạy các bạn cách chúng ta sử dụng máy tính Casio để giải quyết câu 36 này như sau. Bài này thì có cách đó là chính là cô lập M. Đấy, cô lập M thì nó sẽ là ra được ngay nhá. Cô lập M thì nó sẽ ra được ngay. Ok chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ làm bằng máy tính một số câu cho các bạn nhá. Sau đó thì thầy sẽ dạy các bạn cả bản chất nữa. Hôm nay là gọi là hơi muộn một tí thôi, nhưng mà thầy vẫn live stream. Còn bao nhiêu nữa thì sắp tới thì thầy sẽ gửi cho các bạn, yên tâm. Ok chưa các bạn ơi? Bọn em chưa học. Chưa học đến là điều đương nhiên thôi. Một số bài nó hay lắm. Nói chung mấy câu này thì có thời gian thì thầy sẽ chữa đầy đủ cho các bạn nhá. Để câu số 36 nào. Câu số 36 chúng ta có thầy như sau. Thứ nhất là có hai cách để các bạn làm bài này. Cách 1 là chúng ta dùng bằng tay. Đấy, làm bằng tay có nghĩa là chắc chắn là phải cô lập M rồi nhá. Tay có nghĩa là gì? Là cô lập M và biện luận rồi nhá. Đấy, nhưng mà nếu như cách thứ hai là dùng Casio này. Casio chúng ta sẽ chú ý thầy như sau. Cách bấm này. Bài nào mà liên quan đồng biến nghịch biến không hiểu sao là bộ lại năm nay cho đề dễ như thế, lại bấm được máy tính hết thì các bạn nhìn thấy là bá đạo không? Chúng ta có cho thầy như sau. Đây là thằng này nó đồng biến nghịch biến thì chúng ta sẽ sử dụng thầy nút là bấm shift tích phân này các bạn này. À shift tích phân này nhá. Đấy, chúng ta cùng chú ý này, bấm máy tính nó cực kỳ đơn giản luôn. Ta có trừ x mũ 3, đúng không? Trừ 6 x bình này. Đấy, cộng cho mở ngoặc đơn 4m nhân 4m trừ 9, đúng không? 4m này, 4m có nghĩa là 4y. Đấy, trừ đi 9 này, đóng ngoặc lại nhân x này. Ok chưa? Và cộng 4, các bạn nhìn thấy không? Bá đạo chưa? Đấy, trong máy tính của chúng ta có thể bấm được hết. Bài này thì nếu làm bằng máy tính thì nó mất chỉ mất 30 giây thôi. Nếu như chúng ta hiểu bản chất thì nó chỉ mất 30 giây câu này thôi. Okay, nhập vào máy tính nhá. Chỉ cần nhập vào máy tính có nghĩa là chỗ nào có m thì các bạn phải thay bằng y. Ok. Rồi sau đó thì làm sao? Khi mà người bảo nghịch biến trên khoảng nào thì các bạn nhìn thấy này, trong bài này nó có một cái khoảng đặc biệt là âm vô cùng đến trừ 1, đúng không? Âm vô cùng đến trừ 1 thì chúng ta phải cho thầy cái thằng này này, nó phải nằm khoảng này. Nhưng mà không được lấy số tùy tiện, mà chúng ta phải lấy số xấp xỉ nó, xấp xỉ mà càng sát nhất càng tốt. Đúng không? Nó sẽ càng sát nhất càng tốt. Thì ta có cho thầy là âm vô cùng đến trừ 1 thì nó sát nhất là nó thằng nào? Là trừ 1,1, đúng không? Trừ 1,1 nó có thuộc thằng này không? Nó có mà, đúng không? Nhưng mà chúng ta không được lấy trừ 10 hay trừ 8 hay trừ 9 gì đâu, bởi vì nó là số quá đẹp. Thì muốn bấm chính xác cho đối với bài này thì bắt buộc các bạn phải lấy số xấp xỉ thì nó mới bấm được chính xác luôn, chính xác tuyệt đối luôn nhá. Đấy, thì chúng ta sẽ can x bằng trừ 1,1 đấy nhá. Và sau đó can cho thầy như sau. Can cho thầy như sau, CLC nhá. X của chúng ta bằng trừ 1,1 nó là mặc định rồi. Đấy, bấm bằng. Y của chúng ta đó là các giá trị của chúng ta. Đấy, được chưa? Trong tất cả các khoản này thì chúng ta có thể bấm cho thầy một số bất kỳ. Ví dụ chỗ này là 0, 3 trừ 3 phần 4, trừ 3 phần 4 và 0, đúng không? Thầy có thể dạy các bạn là chúng ta có thể thử cho thầy một cái giá trị 0. Đấy, thầy can cho thầy y bằng 0 vào, tức là m bằng 0. Đấy, thì nó chỉ mất đúng 30 giây thôi, nó sẽ ra ngay. Đấy, các bạn nhìn thấy nó vãi trưởng chưa? 30 giây là nó sẽ ra ngay. Và nếu như mà nó ra được kết quả, nó phải là, nhớ cho thầy này, bài này bảo là nghịch biến thì nó ra kết quả âm thì nó mới đúng. Đấy, thì thằng này nó ra gì đây? Nó ra dương. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó ra dương. Ra dương thì chứng tỏ là ngu thì vẫn biết thằng này loại đi. Thằng này loại đi. Đấy, cái gì có số 0 là loại đi. Và chắc chắn thằng này cũng là loại đi, bởi vì sao? Thằng này nó vẫn chứa số 0 các bạn này. Thằng này nó vẫn chứa cái phần tử 0. Là đúng không? Là số 0. Thì chứng tỏ thằng này loại đi, và bấm một phát chúng ta biết được ra đó là đáp án C. Chắc chắn là đáp án C đúng.
Ok chưa? Bộ đang xem chúng ta live stream. Bộ xem thì vẫn phải chịu thôi, biết sao được đúng không? Máy tính chỉ mất đúng 30 giây thôi là nó sẽ rạc ngay. Đấy, ok chưa? Nếu không tin các bạn sẽ thử thêm một cái giá trị khác nhá. Ví dụ như âm vô cùng đến trừ 3 phần 4 đúng không? Trừ 3 phần 4 có phải là bằng mấy? Là bằng trừ 0,75. Thầy có thể thử các bạn là bằng mấy? Là trừ 1 đi nhá. Đấy, can này. Đấy, x vẫn giữ nguyên nhá. X của chúng ta nó là mặc định rồi nhá. Nó chính là nằm trong khoảng nào chúng ta phải chọn x trong khoảng đấy. Ví dụ bài này người ta bảo là nghịch biến những khoảng từ âm vô cùng đến trừ 1 thì các bạn chỉ cần lưu ý rằng là chúng ta bắt buộc phải lấy số xấp xỉ cái khoảng đấy, là xấp xỉ hai cái đầu mút đấy, chứ không được lấy số đẹp nhá. Nếu ông nào mà lấy chỗ này là trừ 8, trừ 9, trừ 10 là các bạn sai luôn, mà chỉ được lấy cái số xấp xỉ nó là trừ 1,1, thấy chưa? Bằng y của chúng ta đó là đáp án nhá. Thầy thử cho các bạn một giá trị nữa các bạn sẽ biết luôn, là âm vô cùng đến trừ 3/4 đúng không? Trừ 3/4 có phải bằng trừ 0,75 không? Thì chúng ta kiểm tra là trừ 0,75 xem là đúng hay không nhá. Trừ nhá, chỉ lỗi cho trừ. À, được chưa? Bấm rất rất là chậm rãi luôn nhá. Thì nó phải ra kết quả âm thì nó mới đúng. Được chưa? Nó âm chưa? Nó âm rồi. Âm bởi vì sao biết âm? Bởi vì rõ ràng là bài này bằng nghịch biến thì nó là ra bằng âm. Ok chưa? Nếu không thích nữa các bạn âm cho can mấy, x là phải giữ nguyên nhá. Ngu thì vẫn biết x phải giữ nguyên, x là phải giữ nguyên từ đầu đến cuối luôn. Còn mơ của chúng ta mới thay đổi thôi. Được chưa? Bằng này. Chỗ này trừ 0,75 chúng ta có thể bấm thêm một cái giá trị khác, ví dụ như là trừ mấy nhá. À, âm vô cùng đến trừ 3/4 là trừ mấy nhá? Trừ 2 đi, đúng không? Trừ 2 có thuộc thằng này không? Có thuộc không? Bấm đi xem nó ra bằng bao nhiêu. Nó âm chưa? À âm rồi thì chúng ta sẽ thấy cho thầy đó là đáp án C. Vậy bài này nó chỉ mất đúng 30 giây để chúng ta bấm máy tính thôi. 30 giây là chúng ta sẽ ra ngay. Đấy, bây giờ thầy không còn nhiều thời gian, thầy sẽ dạy các bạn cách casio để một số bài luôn nhá. Bài nào vận dụng cao thì thầy sẽ dạy các bạn cách casio luôn. Ok chưa? Đó là câu số 30. Ok chưa? Đấy, rất là đơn giản đúng không? Câu số 35 vẫn có thể casio được. Đấy, câu số 35 gì? Úi giời, có nhiều bạn là bảo này. Mấy câu còn lại thì chắc là thầy sẽ dạy chi tiết cho các bạn thôi nhá, yên tâm. Đấy, đầy đủ hết tất cả rồi mà. Chỉ mất 30 giây thôi, bấm một phát là thay là biết ngay mà. Nếu phải đọc đề kỹ nhá. Nghịch biến thì kết quả phải nó ra phải là ra bằng âm, còn đồng biến thì ra kết quả bằng dương. Nhưng mà không bao giờ lấy số quá đẹp. À, người ta bảo là đồng biến cái khoảng hoặc nghịch biến cái khoảng nào thì chúng ta chỉ được lấy số xấp xỉ nó thôi. Ok chưa? Đấy, câu 35 này gì? Câu 35 casio ra ngay. Casio nếu làm bản chất thì vẫn làm được. Đấy, có gì đâu, thầy là gọi là chuyên gia dạy bản chất rồi nhá. Chuyên gia dạy bản chất rồi, ít dạy casio lắm, nhưng mà nếu như các bạn thích thì thầy dạy thôi nhá. Ok chưa? Nếu chúng ta chỉ cần share về thôi, chúng ta học thôi. Câu 35 gì? Nào, chú ý nào, dạy bản chất trước khi mà dạy casio, các bạn phải hiểu bản chất trước. Chứ đừng có kiểu là không hiểu bản chất mà cứ đòi bấm máy tính casio là không được đâu. Đấy, ví dụ này, câu 35 này gì? 35 vẫn bấm máy tính bình thường thôi. Chắc chắn là bấm được máy tính luôn. Ok, nào, chú ý câu 35 thầy dạy bản chất trước này. Đó là người ta cho các bạn một cái mặt phẳng nó như thế này. Đấy, mặt phẳng P nó như thế này nhá. Và cho một đường thẳng nó cắt mặt phẳng P, đây gọi là đường thẳng D. Được chưa? Đây đường thẳng D nó cắt tại một điểm gọi là điểm A đi nhá. Để điểm A đi, bất kỳ đi, cắt mặt phẳng P tại điểm A. Bây giờ người ta bảo tìm hình chiếu của đường thẳng D này lên mặt phẳng P đúng không? Thì chúng ta phải làm gì? Là chúng ta phải lấy cho thầy một cái điểm này bất kỳ thuộc đường thẳng D. Có nghĩa là các bạn có thể lấy cho thầy điểm gì? Điểm B đi. Đấy, rồi sau đó chúng ta phải hạ vuông góc, hay gọi chính xác hơn là phải tìm hình chiếu của điểm B này lên mặt phẳng P. Đấy, thầy gọi đây đến chính là điểm H. Đấy, được chưa? Sau đó thì nối H với A thì chúng ta phải hiểu cho thầy rằng là hình chiếu của đường thẳng D trên mặt phẳng P bây giờ nó chính là đường thẳng AH. Đúng không? Nó chính là đường thẳng AH. Vậy sau khi đã hiểu bản chất là thế nào được gọi là hình chiếu rồi thì chúng ta hiểu cho thầy như sau. Bây giờ muốn tìm ra phương trình đường thẳng à, hình chiếu thì bây giờ chúng ta phải tìm điểm A trước và sau đó tìm điểm H sau. Đúng không? Tìm điểm A trước rồi sau đó tìm điểm H sau. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, đúng không? Nhưng mà bài này chúng ta sẽ hiểu thầy như sau. Cách mà thầy dạy các bạn cách casio này là như sau. Như sau nhá, chúng ta có tất cả mọi cái phương trình đường thẳng này chúng ta đều có thể tìm được điểm nó đi qua. Đấy, tìm được điểm nó đi qua có nghĩa là gì? Thằng này này, điểm nó đi qua giả sử gọi là điểm M nhá, nó sẽ có tọa độ là -1, -1, -1. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó là điểm đi qua. Tại sao biết điểm được đi qua? Muốn tìm điểm đi qua của một đường thẳng trong hình học OXYZ thì chúng ta phải cho các tử của nó bằng 0 và giải nó ra. Cho các tử của nó bằng 0 thì giải nó ra. Được chưa? X cộng 1 bằng 0 thì x bằng -1, y cộng 1 bằng 0 thì y bằng -1, tương tự như thế, đúng chưa? Đấy, và tương tự chúng ta có thầy thằng này là bằng mấy? Điểm M thằng này là bằng 1 1 1, đúng không? Đó, tương tự nhá. Thằng này cũng là điểm M là 1 1 1. Đấy. Và tương này là bằng gì? Là 1 và 4 và -5. Ok chưa? 1 4 và -5. Thì các bạn nhớ thầy này, cách chúng ta loại đáp án như sau. Đó là trong 4 điểm này. Đấy, vì nó thuộc hình chiếu suy ra là đường thẳng này nó vẫn nằm trên mặt phẳng P. Hình chiếu thì vẫn nằm trên mặt phẳng P mà. Đây này, lý thuyết đây này các bạn nhìn thấy không?
AH là hình chiếu của đường thẳng D thì suy ra AH nó vẫn phải nằm trong mặt phẳng P. Đúng chưa? Đúng chưa? Đó, thế thì bây giờ các bạn phải hiểu rằng là thằng này, điểm này nó thuộc đường thẳng thì chứng tỏ nó vẫn thuộc mặt phẳng P. Thì các bạn thay cho thầy cái điểm M vào đây. Đấy, thay điểm M vào đây. Thì chúng ta xem là nó có bằng 0 hay không thì biết là nó thuộc không ngay. Ok? Các bạn nhìn thấy nhá. Thay -1 -1 vào đây thì nó bằng 0 không? Không bằng 0 đúng không? -1 thay là x bằng -1 này. -1 này và -3 nữa thì nó không thể bằng 0 được đúng không? Không thể bằng 0 được thì chứng tỏ chúng ta loại thầy đáp án A. Ngu thì vẫn biết loại đáp án A. Được chưa? Tương tự đáp án D, các bạn thay đi. X bằng 1 vào đây, y bằng mấy đây? Y bằng 4 vào đây. Đấy, 1 cộng 4 là bằng 5, -5 là bằng 0 và -3 nữa thì chắc chắn là đáp án D của chúng ta cũng loại đi, đúng không? Đấy, nó sẽ loại hai đáp án này rồi. Đúng không? Và chỉ còn lại hai đáp án đó là đáp án B và đáp án C. Thì các bạn chỉ cần nhớ thầy một nguyên tắc là gì nhỉ? Hai cái đường thẳng này này, đường thẳng đáp án ấy, nó được gọi là hình chiếu đường thẳng D khi và chỉ khi chúng phải cắt được nhau. Cắt được nhau tức là chúng ta kiểm tra thầy cái tính tương đối của đường thẳng. Đấy, chúng ta phải kiểm tra thầy tính tương đối của đường thẳng này xem là hai thằng nào nó cắt được nhau thì chúng ta sẽ suy ra ngay nhá. Hai đường thẳng nào nó cắt được nhau thì chúng ta suy ra ngay. Đấy, ví dụ thầy kiểm tra đáp án B nhé. Thầy giả sử kiểm tra đáp án B xem là đường thẳng B với cả đường thẳng này nó có cắt nhau hay không bằng máy tính Casio thì chúng ta có thể suy ra ngay. Đấy, và kiểm tra như thế nào thì chúng ta dùng tích hỗn tạp các bạn nhé. Tích hỗn tạp là chúng ta sẽ bấm được ngay nhá. Tích hỗn tạp nếu như mà nó ra bằng không thì chứng tỏ là nó sẽ cắt được nhau. Tích hỗn tạp là tích của ba vector. Tích hỗn tạp là tích của ba vector, được chưa? Đấy, tích hỗn tạp là tích của ba vector thì chúng ta có thể bấm cho thầy như sau. Nếu như bạn nào mà chưa học thì nó rất là khó, nhưng mà thầy có thể dạy các bạn bằng cách như sau. Ví dụ U1 nó được gọi là vector chỉ phương của đường thẳng này. Thầy đang thử đáp án B nhé. Nó sẽ có tốc độ là 3, -2 và -1. Đấy, vector U2 là vector chỉ phương của đường thẳng này. Đấy, nó tốc độ là 1, 2, -1, 1, 2 và -1. Đấy, được chưa? Và vector MN thì chúng ta sẽ nhớ thầy là lấy một điểm M thuộc đường thẳng này và một điểm N thuộc đường thẳng này để chúng ta sẽ tìm ra vector MN. Ví dụ điểm N thuộc đường thẳng này nó là tọa độ mấy? 0 này, -1 này và 2 này, đúng không? 0, -1 và 2. Sau đó các bạn sẽ tìm ra vector MN bằng bao nhiêu đây? Lấy điểm M trừ điểm N đi nhá. Lấy cái nào trừ cũng được thì thầy có là bằng 1, 2 và -1. Đấy, rồi sau đó các bạn bấm xem tích hỗn tạp của ba vector này xem là nó có bằng 0 hay không thì chúng ta sẽ suy ra ngay. Đấy, nó có bằng 0 hay không nhá. Các bạn bấm này. 1 gì? 1, 8. Đúng không? Đấy. Nhập vector này. Bấm 1 này. 1 này. Đấy, nhập vector A vào nhá. Chúng ta có 3 bằng này. -2 bằng này. -1 bằng này. Đấy. Và tương tự. Vector U2 chúng ta bấm shift 5. À, đúng không? 2. 2. 1. Đấy. Các bạn bấm có kịp không? Nếu như các bạn không bấm kịp thì các bạn phải share live stream này về cho các bạn bấm lại nhá. Thầy vừa bấm vừa đọc cho các bạn rồi đấy. 1 bằng. 2 bằng. -1 bằng. Đấy, được chưa? Đó là vector thứ hai. Và nhập vector thứ ba chúng ta bấm shift 5 2 3 1. Đấy, 1 bằng 2 bằng -1 bằng. Đấy, và đương nhiên bây giờ chúng ta chỉ cần kiểm tra xem tích hỗn tạp của chúng có bằng không hay không là được ngay. Ta bấm như sau. Shift 5 3, được chưa? Đóng ngoặc mở ngoặc lại cũng được này. Shift 5 3 đóng ngoặc lại nhá. Nhân shift 5 4, đấy, đóng ngoặc lại. Nhân shift 5 7, đấy, tức là nhân vô hướng và nhân có hướng gọi là nhân tích hỗn tạp, được chưa? Và bấm shift 5 5 5. Đấy, nếu như nó ra bằng không thì nó là đáp án đúng luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, nó ra bằng không, kết quả bằng không luôn thì chứng tỏ là hai vector này, hai đường thẳng này nó sẽ cắt được nhau, tức là nó sẽ đồng phẳng các bạn ạ. Nó sẽ đồng phẳng thì nó mới cắt được nhau. Thì chứng tỏ là câu 35 này nó đáp án chính xác của nó phải là đáp án gì các bạn nhờ? Hai cái u nhân với nhau bằng không là được. Chưa chắc đâu các bạn ạ. Chưa chắc đâu. Bởi vì nếu như hai u bằng nhau nhân với nhau bằng không thì nó vẫn chưa chắc nhá. Đấy, và tương tự chúng ta có thể kiểm tra thầy là cái kia. Đấy, chúng ta sẽ suy ra được ngay. Khó hiểu quá đúng không? Bởi vì rõ ràng là các bạn chưa học đến mà. Nếu như các bạn học đến rồi thì chúng ta sẽ suy ra ngay. Bây giờ thầy dạy các bạn một số câu mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được luôn nhá. Các bạn học rồi nhá. Ví dụ như sau. Ok, bài nào nhỉ? Rất nhiều bài các bạn. Ôi giời, hôm nay gọi là xem bóng đá quá nhiều, nhiều quá lại đuối các bạn. Một số câu. Nhiều câu lắm. Ví dụ câu số 48 này các bạn này. Câu số 48 này. Đã, nhiều câu 48 này. Nhiều câu lắm. Nghìn bạn đã xem nhỉ. Hôm nay thực ra thì thầy hơi mệt một tí. Còn mấy cái câu này nó rất là dễ, đề minh họa này lần này dễ mà. Thầy xem bóng đá nhiều quá, hôm nay là rất là mệt. Câu 38 à? Nhiều bạn bảo là câu 38 à?
Ui giời, câu 38 là câu về người tích phân mà, tích phân các bạn bấm máy tính được mà. Các bạn cần thầy chữa câu nào được không? Các bạn cần thầy chữa câu nào không? Các bạn comment nhá. Ngày mai chắc là để ngày mai chúng ta sẽ chữa phần 2 nhá. Phần 2 thì thầy sẽ chữa full cho hết tất cả các bạn những câu khó. Phần đầu thì chúng ta sẽ chữa gọi là phần 1 trước đã nhá. Phần 2 thì ngày mai, tối ngày mai thầy sẽ live stream sớm để chữa các bạn. Ok chưa? Có một số câu nó hay lắm. Bây giờ chắc là chúng ta đi bão một tí nhở. 48 luôn đi ạ. 48 nhiều bài hay lắm. Nói chung còn lại là mấy câu nữa nhở. Còn lại là mấy câu phần cuối thì để ngày mai thầy sẽ live stream chữa sớm cho các bạn nhá. Mấy câu phần cuối này nó rất hay. Câu 48 thì thầy có thể hướng dẫn cho các bạn một chút liên quan đến câu 48 này các bạn này. Cái câu 48 này nhá. Nếu như bạn nào mà trích thầy sẽ dạy các bạn cách casual để giải quyết bài câu 48 này. Cách casual luôn nhá, chỉ mất 30 cho đến 45 giây. Đó, không cần tính, không tính vẽ hình nhá, là chúng ta có thể ra ngay câu số 48 này. Nào chữa nốt câu 48 này nhá. Rồi sau đó chúng ta sẽ là ngày mai chữa hết nhá. Chúng ta chú ý thầy như sau, chú ý nhá. Câu 48 là cách mà chúng ta sử dụng casio như sau. Đấy, có hai cách để làm bài 48. Ngày mai thầy sẽ chữa đầy đủ tất cả các bạn về hai cách luôn. Tối ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau là lúc tầm khoảng 8 giờ là chúng ta sẽ bắt đầu live stream chữa rồi nhá. Nếu như sớm hơn thì 7 rưỡi chúng ta sẽ live stream chữa rồi. Nhưng câu 48 này thầy sẽ dạy các bạn cách casio trước này, còn ngày mai dạy đầy đủ luôn cả bản chất luôn nhá. Ngày mai dạy đầy đủ luôn cả bản chất như sau. Đầu tiên, chúng ta có là thằng này nó bảo đồng biến đúng không? Các bạn nhớ thầy đặc điểm của nó đồng biến. Đấy, tức là người ta hỏi về đơn điệu đúng không? Đơn điệu thì các bạn tính y phẩy nó ra là điều đương nhiên đúng không? Đạo hàm chúng ta có đạo hàm của hàm hợp. Đấy, chúng ta có đạo hàm hàm hợp nhá thì chúng ta có luôn cho thầy là bằng 3 nhân cho gì? F phẩy của x gì? X cộng 2 đúng không? Và trừ cho gì? Trừ cho 3x bình đúng không? Và cộng cho gì? Cộng cho 3. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đạo hàm nó ra xong rồi nhá. Đấy, bài câu này các bạn casio nó mất chỉ mất 30 45 giây thôi. Đúng không? Đấy, 30 chỉ 45 giây thôi. Các bạn cứ nhìn đây này. Cái này chưa tính đâu nhá, cái này chưa tính đâu. Bấm máy chỉ mất 30 45 giây thôi. Ok. Chúng ta có. Sau đó thì các bạn nhớ này, f' của x cộng 2 mà bây giờ người ta cho các bạn bảng biến thiên của thằng f(x), f(x) đúng không? Đấy, bảng biến thiên của thằng f(x) này các bạn này. Các bạn nhìn thấy bảng biến thiên của thằng f(x) chưa? Và sau khi có bảng biến thiên của thằng f(x) rồi thì chúng ta có nhận xét như sau. Chúng ta phải nhận xét được những cái thằng bảng biến thiên của hàm số y bằng f' của x như sau. Đầu tiên các bạn phải chú ý này, thằng này này là x bằng 1, x bằng 2, x bằng 3 và x bằng 4. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái đồ thị này nó sẽ cắt cái trục OX tại là gì nhỉ? Đồ thị của hàm số y bằng f(x) ấy, nó sẽ cắt cái trục OX tại 4 điểm. Đấy, nó sẽ cắt cái trục OX tại 4 điểm. Ok chưa? Và hiểu rõ cho thầy 4 điểm này có nghĩa là gì đây? Và chúng ta phải quan sát này, thằng này nó gọi là đạo hàm đổi dấu qua nghiệm đấy, tức là nó sẽ cắt trục OX tại điểm phân biệt. Đấy, được chưa? Thằng này thì nó là gì đây? Không đổi dấu thì thằng này nó gọi là nghiệm nghiệm bội chẵn hoặc gọi là gì? Là nghiệm kép. Ok chưa? Nghiệm kép hoặc nghiệm bội chẵn tức là thằng này các bạn nhìn thấy không đổi dấu. Đấy, và 3 thì nó lại đổi dấu và 4 thì nó lại là đổi dấu tiếp, đúng không? Tức là đồ thị của thằng f(x) thì chúng ta có thể là biểu diễn dưới dạng là y phẩy của thằng này như sau. Y phẩy của f(x) nhá, nó sẽ đoán được ra rằng nó sẽ có dạng như sau. Chỗ này là nghiệm đơn đúng không? Nghiệm đơn vì sao gọi là nghiệm đơn? Bởi vì nó là đổi dấu qua cái điểm x bằng 1 thì chúng ta có là chỗ này x trừ 1 tất cả bình. À chỗ ơi, x trừ 1 thôi, không có bình. Khi nào có nghiệm nghiệm chẵn thì chúng ta mới có bình thôi. Đây là nghiệm đơn thì chúng ta tự tin cho thầy là x trừ 1 đúng không? Đấy, và tiếp tục chúng ta chú ý này. Đây là nghiệm bằng 2 thì chắc chắn là x trừ 2 đã này. Đấy, thì tương tự x bằng 3, x bằng 4 này. X trừ 3 nhân cho x trừ 4 đúng không? Đấy, tương tự như thế đúng không? Ok chưa? Thầy viết lại đây nhá. F(x) này, f(x) các bạn nhìn rõ vào này, rất đơn giản thôi. Nhân x trừ 1 này, nhân x trừ 2 này. Đấy, nhân x trừ 3 này. Và nhân x trừ 4, đúng chưa? X trừ 1 nhân x trừ 2 nhân x trừ 3 nhân x trừ 4. Nhưng mà các bạn chú ý cho thầy như sau. Có một cái điều đặc biệt là cái điểm 2 này này. Điểm 2 này là gọi là gì đây? Nó là được gọi là nghiệm nghiệm chẵn, tức là qua 2 không đổi dấu thì chứng tỏ là thằng 2 này phải là bình. Đấy, thằng 2 này nó phải là bình. Nó là ít nhất là bình nhá. Còn ngoài ra nó có thể mũ 4 mũ việc gì đấy cũng được. Ok chưa? Đó là f' của x, chúng ta sẽ đoán ra cho thầy cái hàm số nó sẽ có dạng như thế này. Thông qua cái việc là người ta cho các bạn bảng biến thiên thì chúng ta đoán ra cho thầy là cái thằng đồ thị của f(x) nó sẽ có dạng hàm số nó như thế này. Đấy, và bây giờ chúng ta phải hiểu rằng này, nếu như f(x) nó như thế này, vậy f' của x cộng 2 có nghĩa là gì? F' của x cộng 2 có nghĩa là chỗ nào có x thì chúng ta thay bằng 2, x cộng 2 thì thầy sẽ được như sau, chỗ này này. Thay vào nhá, bằng luôn cho thầy như sau. Bằng này f(x) cộng 2 đúng không? Chỗ nào có x thì các bạn thay bằng x cộng 2 cho thầy. Chỗ này có bằng mấy nhỉ?
x trừ 1 mà chỗ này x cộng cộng 2 thay vào thì bằng x cộng 1 này đúng không? Đấy, tiếp tục nhân gì đây? X cộng 2 trừ 2 là bằng x bình luôn nhá. Đấy, tiếp tục nhân gì? X cộng 2 mà trừ 3 là nhân cho x trừ 1 đúng không? Và tiếp tục đó là nhân cho x cộng 2 trừ 4 thì là nhân cho x trừ trừ 2. Đấy, và đương nhiên chúng ta sẽ tìm ra thầy là thằng f x nó là như thế này rồi. Được chưa? Ok chưa? Vậy chúng ta sẽ có toàn bộ cái đạo hàm của nó bây giờ. Các bạn lắp vào đây cho thầy. Lắp vào toàn bộ thằng này chúng ta có 3 nhân f phẩy của x cộng 2 đúng không? Tức là bằng 3 nhân cho cái thằng này. Chúng ta có x cộng 1 này, nhân cho x bình này đúng không? Nhân cho x trừ 1 này và nhân cho x trừ 2 này. Đấy, và trừ cho 3x bình mà cộng cho 3. Đấy, đây chính là đạo hàm của nó sẽ có hàm số nó dạng như thế này. Và sau khi có dạng như thế này rồi thì chúng ta muốn biết đồng biến nghịch biến thì các bạn chỉ cần nhập vào máy tính thôi. Nhập vào máy tính nhá, các bạn nhập cho thầy như sau. 1 gì nhỉ? 1 này nhá, 11 hoặc shift 93 bằng bằng đây, chúng ta reset lại máy cho các bạn bấm này. 3 nhân cho x cộng 1 đúng không? X cộng 1 nhân cho x bình. Đấy, nhân tiếp cho gì? X trừ 1. Đúng không? Nhân tiếp cho x trừ 2. Được chưa? Trừ cho 3 x bình trừ 3 này. X này, bình này đúng không? Cái này các bạn phải bấm cho đúng nhá. Cộng cho 3. Đấy, các bạn kiểm tra lại xem nhá. Thầy nhìn qua màn hình điện thoại xem là nó có sai lầm gì không nhá. Đấy, rồi sau đó các bạn nhớ cho thầy là bài này người ta hỏi là đồng biến đúng không? Đồng biến có nghĩa là can các giá trị này vào thì nó phải là ra bằng dương thì nó mới đúng. Mà đương nhiên chúng ta phải can số xấp xỉ rồi đúng không? Ví dụ thằng này thì các bạn can cho thầy này. 1 đến dương vô cùng thì chúng ta can mấy? X bằng 1,1 đi. Đấy, xem nó ra bằng dương không? Không đúng không? Không đúng không? Thằng này là âm, âm chứng tỏ là nó phải nghịch biến cơ, thằng này là sai. Tương tự, thằng này âm vô cùng đến trừ 1 thì chúng ta lấy bằng mấy? Là can bằng trừ 2 đi. Đấy, nó âm chưa? Âm thì cũng loại luôn. Đấy, ok chưa? Can một giá trị bất kỳ trong những khoảng này. Tiếp tục can thằng này nhá. Trừ 1 đến 0 thì chúng ta lấy số xấp xỉ là can mấy? Can trừ 0,9 đi. Đúng không? 0,9 có thuộc cái này không? Trừ 0,9 có thuộc cái này không? Có đúng không? Bạn can nó ra bằng mấy? À, miễn sao nó ra dương là được. Dương có nghĩa là đồng biến. Vậy chắc chắn đó là đáp án D này đúng. Đấy, đáp án C này đúng, được chưa? Thế có nghĩa là gì? Không tin các bạn can tiếp một giá trị khác thì 0,1 đi. 0,1 là có thuộc thằng này không? À không thì nó là trừ 0,1. Đấy. Vẫn ra dương, đúng không? Ok. Tương tự thằng này nó là can mấy? À, 0 đến 2 đúng không? 0 đến 2 thì các bạn can cho thầy một giá trị 1,9 đi. Xem nó ra bao nhiêu? À nó ra âm lòi mắt ra đây còn gì nữa. Đấy. Được chưa? Vậy chúng ta phải biết cho thầy nó là đáp án C. Được chưa? Cách này là cách dùng Cacho, còn một cách nữa là dùng đồ thị. À, dùng đồ thị chúng ta lại tìm ra được ngay. Và ngày mai thầy sẽ dạy các bạn tất cả những bài này là liên quan đến những câu mà từ câu số 30 trở đi, thầy sẽ dạy các bạn đầy đủ tất cả hai cách luôn nhá. Đấy, rất nhiều cái bài hay luôn các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ nó cũng muộn rồi, tầm 11 giờ hơn rồi. 11 giờ hơn mà đang có 1,1 nghìn bạn đang xem. À, kinh nhỉ. Đấy, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Ngày mai thì thầy sẽ livestream chữa tiếp các bạn nhiều câu hay lắm. Nhưng bây giờ thầy rất là đuối rồi, hôm nay xem bóng đá mà gọi là không đi bão mà cố gắng để livestream với các bạn một số câu trước. Sau đó thì còn bao nhiêu câu nữa, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Hay quá thầy đúng không? Bạn nào mà chưa hiểu chỗ nào chúng ta share về nhá. Share về sau đó thì chúng ta sẽ xem lại nhá. Cách Casio đấy, còn đương nhiên có cách khác rồi. Thầy đang nói rằng là mấy câu cuối dạy Casio hết mà. Theo yêu cầu mà đúng không? Theo yêu cầu của các bạn là dạy Casio hết cơ mà. Còn ngày mai thì chúng ta sẽ dạy được bản chất hết. Và đương nhiên thầy sẽ là người mà gọi là dạy Casio nhưng mà phải kèm thêm cả bản chất. Mà đương nhiên bản chất là phải ưu tiên trước nhá. Nhớ nhá, ưu tiên trước nhá. Ok chưa? Đấy. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau các bạn nhá. Chúc các bạn ngủ ngon. Đấy. Bạn nào chưa xem thì chúng ta share livestream này về, sau đó ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục chiến đấu nhá. Ok, ngày mai sẽ gặp lại nhau ngay và luôn thôi nhá. Đề hay quá, đề này mà đi thi cả một nước, nửa nước là thủ khoa lên. Ok chưa các bạn ơi, bye bye các bạn nhá. Ngủ thôi anh em, hôm nay bây giờ mới gọi là thầy mới vào đi bão bây giờ luôn đây nhá. Thầy Casio ngầu quá, nhưng thầy dạy Casio nhưng mà phải kèm bản chất nhá. Đấy, cách này trên mạng chưa bao giờ có đâu nhá. Đấy, nói chung là nhiều thủ thuật lắm, chắc chắn đúng mà, các bạn cứ tin này. Đây, để lại đây cho các bạn này nhá, toàn là câu điểm 9, Casio hết. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau, ok, bye bye các bạn.